Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 132 đến tập 140. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Cảm ơn bạn Nghi Lò 4924 đã chỉ ra lỗi này. Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 132. Hàn Lôi và Mạc Huyền tức nghiến răng nghiến lợi, hai người họ nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Quá mất mặt. Với thân phận là yêu nghiệt của chiến giới thiên càn, là sự tồn tại cấm kỵ, thế nhưng họ lại bị đối phương tát cho mỗi người một bạt tai. Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu hơn cả bị giết, hậu quả tạo thành sau việc này càng khó tưởng tượng hơn, thậm chí thần thoại vô địch của chiến giới thiên càn còn có khả năng sẽ sụp đổ. Nhất định phải giết đối phương. Không cần biết đối phương là ai, không cần biết hắn có lai lịch đáng sợ đến đâu, thì vẫn phải giết hắn cho bằng được. Rốt cuộc ngươi là ai? Hàn Lôi sầm mặt, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là ai? Không chỉ hắn ta, tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa đều bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Họ rất tò mò, muốn biết rốt cuộc người áo xanh đội mũ rộng vành này là ai? Từ ban đầu đã muốn biết là ai to gan như thế, dám khiêu chiến với cả Huyền Lôi Song Kiếm. Đến lúc này, Huyền Lôi Song Kiếm bị tát bay thì càng đẩy lòng hiếu kỳ này lên cao. Một người có thực lực như thế chắc chắn không phải hạng người vô danh ở con đường thông thiên này. Bây giờ mới nhớ hỏi tên mình ư. Dưới mũ rộng vành, Lâm Nhất nhếch mép cười cợt, có lẽ trước đó hắn chỉ là một người chết trong mắt họ thôi. Lúc này bị tát đau mới nhớ ra rằng ngay cả tên của hắn cũng không biết. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất là ta. Lâm Nhất cũng không che giấu thân phận của mình, hắn cởi mũ rộng vành trên đầu xuống, lạnh nhạt đáp. Mặt của hắn lập tức lộ ra trong mắt mọi người, những người đến từ bốn khu vực lớn lập tức nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt ấy anh tuấn bất phàm, tràn đầy sắc bén, trong mắt lẻ vẻ kiêu ngạo, tóc dài tung bay theo gió toát ra khí chất phóng khoáng và tự do. Là ngươi. Mạc Huyền và Hàn Lôi thay đổi sắc mặt, lập tức nhận ra Lâm Nhất. Công tử Táng Hoa, bây giờ làm gì có ai không biết. Tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa trở nên xôn xao, họ đều hết sức kinh ngạc. Hiển nhiên điều này đã làm họ rất bất ngờ họ. Nhưng sau khi suy ngẫm về sự bất ngờ này thì lại thấy có vẻ rất hợp tình hợp lý. Ngoài vị công tử Táng Hoa liên tục điên cuồng nghịch tập, không e dè điều gì kia, rất khó tưởng tượng còn có người thứ hai dám kiêu ngạo như thế. Cho dù những yêu nghiệt khác thật sự có thực lực, chắc có lẽ họ cũng sẽ không dám tự ý phát sinh xung đột với 10 phương chiến giới. Còn Lâm Nhất lại là một con hắc mã tuyệt thế, hắn xuất thân từ hạ giới. Đã từng bước đi dưới gió tanh mưa máu, vô số vong hồn đã chết dưới kiếm của hắn. Hơn thế nữa, hắn còn là người cười đến cuối cùng ở khu vực Thương Long, vượt qua quán quân ban đầu, còn lấy được cơ duyên trên tạo hóa trong bảo điện Thương Long. Đã có quá nhiều tin đồn về hắn, dù trong tình cảnh giết chóc đẫm máu, thanh kiếm trong tay hắn cũng chưa từng thoái lui. Chẳng qua không ai ngờ được rằng kể cả 10 phương chiến giới được gọi là cấm kỵ, kiếm trong tay hắn vẫn không e sợ chút nào. Đến lượt ta ra tay rồi phải không? Lâm Nhất khẽ nhướng mày, cười nhếch mép. Mọi người còn chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói của Lâm Nhất, hắn đã ném chiếc mũ rộng vành trong tay đi, ầm. Chiếc mũ rộng vành kia di chuyển phát ra kiếm ý kinh khủng, tỏa kim quang lấp lánh, hắn như vừa ném ra một vầng mặt trời. Trong tích tắc, chiếc mũ rộng vành này cuốn theo sát ý vô tận bay xuyên qua không khí. Mặt hai người chợt biến sắc, họ vội vàng ra tay. Mỗi người tung một chưởng đầu chiếc mũ tỏa kim quang này ra xa trăm thước. Sát ý và kiếm ý ẩn chứa trong chiếc mũ rộng vành kia quá mạnh, không thể tưởng tượng được khi nó tới gần sẽ bộc phát uy lực như thế nào. Hộp đựng kiếm mở ra, lòng bàn tay của Lâm Nhất hiện lên cổ ấn thần dương, hắn đưa tay cầm lấy Táng Hoa, kiếm như sấm chớp xẹt qua trước mắt. Táng Hoa ra khỏi vỏ, dị tượng vĩ đại xuất hiện, biển mây mênh mông bất tận bị tia kiếm quang này chém thành hai nửa. Một vầng mặt trời bay vút lên trời từ sau lưng Lâm Nhất, ánh hào quang đỏ rực lập tức phủ kín vùng trời kia. Nhật diệu thần kiếm, bát phân kiến nhật. Cao nguyên Hoàng Sa rộng hàng vạn dặm, bị bụi mù bao phủ quanh năm, nhưng hôm nay lại xuất hiện mặt trời. Ánh mắt mọi người vô cùng kinh ngạc, họ nhìn thấy một vầng mặt trời tỏa ra hào quang tại đất bằng, ánh hào quang ấy làm cho những hạt bụi đều biến thành cát vàng, chiếu sáng rực rỡ. Kiếm ý mạnh mẽ trên người Lâm Nhất không ngừng tăng vọt. Nó đang thiêu đốt như một ngọn lửa thánh. Vèo. Khi mặt trời chiếu sáng,
thiếu niên áo xanh đứng trên hộp đựng kiếm biến thành khí thế kim ô xông về phía Mạc Huyền và Hàn Lôi. Khí thế ấy thẳng tiến không lùi, chứa đựng khí phách vương giả, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chủ động tấn công, hắn muốn trấn áp Huyền Lôi Song Kiếm sao? Điều này thật đáng sợ, Huyền Lôi Song Kiếm là yêu nghiệt chiến giới, tồn tại cấm kỵ đấy. Quá điên cuồng. Tất cả mọi người đều bị hình ảnh trước mặt làm cho kinh hãi, có cảm giác như thần thoại chiến giới vô địch đã mơ hồ bị phá vỡ. Ngươi muốn chết sao? Huyền Lôi Song Kiếm đang ngăn cản mũ rộng vành, vừa thấy Lâm Nhất chủ động tấn công thì trong mắt lập tức thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Quá đáng lắm rồi. Hắn thật sự cho rằng Huyền Lôi Song Kiếm có thể tùy ý ức hiếp sao? Thế thì hắn đã quá coi thường thực lực của chiến giới thiên càn rồi đó. Hai người nổi giận. Trên người mỗi người bắn ra khí thế đáng sợ đánh nát chiếc mũ rộng vành tỏa năng lượng mạnh mẽ cách đó trăm thước. Bùm! Chiếc mũ lập tức nổ tung, tựa như một ngọn núi cao nổ tung ngay dưới mặt đất bằng, tạo ra những đốm lửa vô cùng đáng sợ. Đừng giữ lại sức, hôm nay hắn cần phải chết. Hàn Lôi và Mạc Huyền nhìn Lâm Nhất đang lao tới, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Hai tay họ kết thành một ấn ký cổ xưa nào đó, cùng với sự thay đổi của ấn ký. Chân nguyên phun trào trong bốn vùng khí hải lập tức sôi sùng sục. Phù văn lôi đình trôi nổi trong vùng khí hải đột nhiên nở rộ rồi bốc cháy, trông như một loài hoa cổ xưa. Âm ầm, khi hoa lôi đình nở rộ hoàn toàn, chân nguyên phun trào xung quanh hai người đều biến thành ánh lửa đỏ thắm. Đó là ngọn lửa được tạo ra nhờ lôi đình thuần chất đốt cháy, nhìn từ xa trông như một biển lửa mênh mông. Ánh lửa mịt mù hơi nóng ngút trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này thân thể của hai người càng lúc càng đỏ rực, quanh người lập lòe tia chớp như máu. Họ đứng lặng trong biển lửa mênh mông, lưng tựa như kiếm, toát ra khí thế có thể khiến cho bầu trời cũng phải cúi đầu. Tất cả mọi ánh mắt trên cao nguyên Hoàng Sa đều đổ dồn vào Huyền Lôi Song Kiếm, có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trên người họ. Phù văn lôi đình được khắc trong vùng khí hải kia chính là át chủ bài của chiến giới thiên càn, Lâm Nhất đã dồn họ vào đường cùng. Lâm Nhất có thể ép ta đến bước đường này, dù ngươi có chết thì cũng đã đủ kiêu ngạo rồi đấy. Sấm sét vang rền, ánh lửa hừng hực, giọng nói của Hàn Lôi và Mạc Huyền vang vọng trong biển lửa mênh mông, lao tới tấn công với khí thế vô cùng sắc bén. Vẫn chưa hết. Trong biển lửa sấm chớp nổi lên sóng lớn ngập trời, ngay sau đó sau lưng hai người xuất hiện hai thanh kiếm khổng lồ được ngưng tụ từ lôi quang hỏa diễm. Khi thanh kiếm khổng lồ đó xuất hiện, không gian nơi đây trở nên sáng choang. Giờ phút này khí tinh nguyên rải rác trong không khí cũng bắt đầu rực cháy. Rầm rầm. Hai thanh kiếm khổng lồ sau lưng hai người bay lượn quanh nhau, Mạc Huyền và Hàn Lôi cùng lúc thoát ẩn, nhìn như hai hợp thành một, không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Hai người tu luyện thuật hợp kích đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, đến lúc này còn sử dụng tất cả át chủ bài. Đi chết đi. Một tiếng quát giận dữ vọng ra từ trong biển lửa, cả hai người đều ra tay, xông về phía Lâm Nhất. Huyền quang bất diệt, lôi chấn hư không. Thiên địa càn khôn, thánh hỏa bất diệt. Sức mạnh có thể được gọi là cấm kỵ biến thành một cơn lốc cao mấy trăm trượng cuốn theo Huyền Lôi Song Kiếm chém về phía Lâm Nhất trước ánh mắt của tất cả mọi người. Mà trong cơn lốc kia, ánh mắt của Hàn Lôi và Mạc Huyền đã hoàn toàn lạnh lẽo, họ đứng trên cao nhìn xuống, ánh sáng lạnh phun trào trong mắt. Đã chủ quan rồi. Trong đám đông mấy vạn người có người nhíu mày, cho rằng Lâm Nhất không nên chủ động tấn công. Trung Quy vẫn hơi coi thường đối phương. Có lẽ hắn sẽ chịu thiệt không nhỏ vì một đòn này, chắc hẳn còn sẽ bị thương nặng. Thuật hợp kích. Trên không trung, Lâm Nhất nhìn về phía gió lốc hỏa diễm đang không ngừng phóng đại trong mắt. Hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ uy lực này. Đó là sát ý, hai người này muốn giết hắn. Rất mạnh, điều này tương đương hai loại võ học tạo hóa cấp đế giả dung hợp hoàn mỹ. Quả thật hắn đã coi khinh thực lực của chiến giới thiên càn rồi. Có điều vẫn còn kém xa lắm. Sắc mặt Lâm Nhất trở nên lạnh lùng, ngay lúc đó, trong mắt hắn toát ra sự sắc bén vô tận. Kiếm quang màu tím xanh bắn ra, một cánh cửa mở ra trên bầu trời, kiếm ý vô tận đổ vào người Lâm Nhất như thác nước. Kiếm quang trên người hắn đạt tới mức cao nhất, hắn cầm táng hoa vung lên, bầu trời dao động như con sóng lớn. Sau đó, trước ánh mắt bao người, Lâm Nhất chém một nhát đỡ lấy thuật hợp kích của hai người này. Bùm! Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo là tiếng kiếm leng keng liên tục không dứt, đòn tấn công tuyệt đỉnh của Huyền Lôi Song Kiếm bị chặn lại.
Kiếm ý thông thiên. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trên cao nguyên Hoàng Sa đều chấn động, vô số người ngước lên nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Từ lâu đã nghe nói công tử Táng Hoa nắm giữ kiếm ý thông thiên khi chỉ mới cảnh giới thiên phách, đó là cảnh giới mà cả tinh quân cũng khó đạt được. Lúc này được nhìn thấy tận mắt, mọi người cứ ngỡ như mình đang mơ, không ngờ lại thật sự có người có thể nắm giữ đại sát khí kiếm ý thông thiên này ở cảnh giới thiên phách. Tản ra cho ta. Lâm Nhất chau mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo hiếm thấy. Muốn giết ta, đã nghĩ ra cái giá phải trả hay chưa? Lâm Nhất ngăn lại uy lực của đối phương, được thế vẫn không chịu bỏ qua. Hắn như một con kim ô trên không trung, ánh sáng bừng lên, chém ra hai nhát kiếm liên tiếp. Một kiếm, tử khí đông lai. Một kiếm, chiêu dương như hỏa. Sau hai nhát kiếm, cơn gió lốc đáng sợ giữa không trung bị chém vỡ hoàn toàn, Mạc Huyền và Hàn Lôi bị đẩy ra xa mấy trăm mét. Sắc mặt của hai người trông có vẻ rất khó coi, thuật hợp kích lại bị phá thêm một lần nữa, đây đã là thủ đoạn cuối cùng của họ. Nếu tung ra một đòn này thì cũng ít nhất một phần ba mấy vạn người ở dưới đều sẽ chết. Đó là một con át chủ bài rất đáng sợ, là đòn sát thủ đã giúp mười phương chiến giới nổi tiếng khắp con đường thông thiên. Nhưng khi đụng phải kiếm ý thông thiên, tất cả đều biến thành bọt nước. Rốt cuộc thằng nhóc này là quái vật từ đâu xuất hiện vậy? Lòng bàn tay hai người cầm kiếm bị rách ra, máu chảy dọc theo chuôi kiếm, sau đó từ chuôi kiếm trượt xuống, trông vô cùng nổi bật giữa không trung. Chỉ có chút bản lĩnh này mà dám không biết ngại tự xưng là cấm kỵ ư. Trên người Lâm Nhất phóng thích sát ý lạnh như băng, sợi tóc của hắn chậm rãi bay phất phới, ánh mắt nhìn về phía hai người họ thoáng hiện vẻ giễu cợt. Công tử Táng Hoa, người đừng khinh người quá đáng. Mạc Huyền sầm mặt lại, lạnh lùng nói, đắc tội chiến giới thiên càn ta, con đường thông thiên không có ai cứu được ngươi đâu, tốt nhất là bây giờ ngươi nên cút ngay đi. Nghe vậy, trong mắt Lâm Nhất có lửa giận bùng cháy, vẻ mặt của hai người này thật đáng ghét. Đặc biệt là tên Mạc Huyền này. Khinh người quá đáng, ta cứ khinh ngươi đấy thì sao nào? Lâm Nhất nhấc gót chân lên, bật nhảy lên cao, cầm kiếm Táng Hoa cuốn theo kiếm ý thông thiên vô tận tiếp tục tấn công. Đại Nhật huyền không, như Nhật Trung Thiên. Lâm Nhất lao tới như Đại Nhật, chém ra một nhát kiếm tạo thành cột sáng to lớn vô cùng, những nơi nó đi qua đều xuất hiện những đám mây bảy màu. Hắn thật đáng sợ, lúc này Lâm Nhất như thiếu niên chí tôn bước ra từ trong mặt trời, rồi lại giống như sát thần dưới địa ngục. Kiếm ý thông thiên, thần uy vô địch. Hoàn toàn áp chế huyền lôi song kiếm, hai người cố gắng chống cự, thanh kiếm khổng lồ thiêu đốt lôi hỏa ở sau lưng phát ra tiếng gào thét. Có vô số tia lôi quang xẹt qua trên bầu trời, có ngọn lửa vô tận bốc cháy điên cuồng nhưng vẫn vô ích. Tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng non nớt trước mặt kiếm ý thông thiên. Thần thoại sụp đổ, huyền lôi song kiếm thảm hại vô cùng, hoàn toàn không còn phong thái vô địch như trước đó. Điều đáng sợ hơn là khí thế trên người Lâm Nhất càng lúc càng lóa mắt, cao nguyên Hoàng Sa bắt đầu rung chuyển trước kiếm ý này. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông thiên, uy lực của Nhật Diệu thần kiếm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Không cản được, đi mau lên. Chết tiệt, thằng khốn này quá kiêu ngạo, đợi sau khi công tử đến nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Mặt mày Hàn Lôi và Mạc Huyền tái nhợt, hai người sợ vỡ mật, sâu trong lòng cực kỳ uất ức. Kể từ khi đến con đường thông thiên, họ chưa bao giờ gặp phải cảnh bị người khác áp đảo từ đầu tới cuối như thế này. Họ cao cao tại thượng, được gọi là cấm kỵ ở khu vực này. Không ai dám trêu chọc. Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đảo ngược, hai người họ tỏ ra kiêu ngạo trước mặt Lâm Nhất trông thật nực cười. Giờ phút này, sự ngông cuồng và những lời quát tháo trước đó có vẻ thật mỉa mai, lại nghĩ đến lúc nãy bị tát một bạt tai, họ càng khó chịu hơn nữa. Mạc Huyền và Hàn Lôi đều ra tay, họ cầm lấy thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng cọ sát vào nhau rồi đưa tới trước mặt. Ken két, hai thanh kiếm khổng lồ đặt ngang ngăn chặn tất cả ánh sáng. Tạo thành lá chắn như một ngọn núi cao. Bên trên lá chắn, Mạc Huyền và Hàn Lôi lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, ánh mắt ấy như rắn độc nham hiểm, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Lâm Nhất, các công tử đã sắp tới rồi. Ngươi đừng hòng sống sót đi tới thành tứ tượng, đắc tội chiến giới thiên càn, ngươi nhất định sẽ chết. Sau khi hai người trốn ra sau lá chắn này, họ rất tự tin về nó, trước khi đi còn buông lời uy hiếp Lâm Nhất. Ta đã cho phép các ngươi đi chưa? Lâm Nhất lạnh lùng lên tiếng, hắn chém ra một kiếm, chín vầng mặt trời dâng lên từ phía sau lưng hắn. Rắc, rắc, rắc,
Nhát kiếm này còn chưa chém ra, bầu trời đã bị lửa bao trùm, tất cả những đám mây đều bị đốt cháy thành khói đen. Dưới chín vầng mặt trời này, toàn bộ sự sống đều bị tước đoạt, ngay cả khí tinh nguyên cũng bị đốt cháy thành hư vô. Chiêu thức mạnh nhất của Nhật Diệu Thần Kiếm, Cửu Dương Diệu Thiên được Lâm Nhất thi triển, vẻ mặt hắn lạnh như băng. Khi chín vầng mặt trời phủ kín bầu trời, kiếm quang chói mắt như thanh trường thương nghìn trượng của thần linh đâm ra. Lá chắn to lớn được tạo thành từ hai thanh kiếm khổng lồ kia lập tức bị chém rách dễ như giấy, ngay sau đó có tiếng ầm ầm vang lên. Hai thanh kiếm được ngưng tụ từ lôi hỏa sụp đổ trước vô số ánh mắt đang dõi theo, Hàn Lôi và Mạc Huyền Hộc ra một búng máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ. Lâm Nhất rời mắt nhìn về phía Mạc Huyền. Chết đi! Hắn không khách khí chút nào, hai tay giang ra như cánh chim của Kim Ô, bay tới chém một nhát kiếm. Không, không, không! Mạc Huyền kinh hãi, con người đột nhiên co lại, luống cuống thi triển liên tục đủ loại chiêu thức. Rắc, rắc, rắc! Nhưng nhát kiếm này ẩn chứa dư uy của Cửu Dương Diệu Thiên, vô số dị tượng lần lượt bị chém vỡ, kiếm quang mạnh như vũ bão cuối cùng chém vào người Mạc Huyền, để lại một vết thương vô cùng ghê rợn. Bùm, chân nguyên nổ tung, bảo giáp và quần áo của Mạc Huyền lập tức vỡ tan tành, hắn ta ngã phịch xuống đất như một con chó chết. Xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng này. Với bối cảnh của chiến giới, bất kể là Hàn Lôi hay Mạc Huyền, cả hai đều có đạo giáp của riêng mình. Nhiều khi đạo giáp còn quý giá hơn cả đạo binh, một là do nó hiếm, hai là có thể bảo vệ tính mạng. Bất cứ lúc nào tính mạng cũng là thứ quan trọng nhất. Cơ duyên, tạo hóa không có thì vẫn có thể tiếp tục tìm, nhưng tính mạng luôn chỉ có một. Nhát kiếm này của Lâm Nhất thật đáng sợ, không chỉ chém rách chân nguyên hộ thể của Mạc Huyền, cả chiếc đạo giáp kia cũng chém thành bột phấn. Chân nguyên hộ thể của Mạc Huyền có nguồn gốc từ võ học tạo hóa cổ xưa. Trong cả bốn vùng khí hải của hắn ta đều có phù văn lôi đình hỗ trợ. Loại chân nguyên đó mạnh hơn rất nhiều so với yêu nghiệt bình thường, trong cùng cảnh giới có thể áp đảo đối thủ. Nhưng bây giờ tất cả đều vô ích. Thần thoại đã bị phá vỡ, phong thái vô địch đã tan biến, cái gọi là cấm kỵ cũng đã trở thành một trò cười. Mạc Huyền bị chém như một con chó chết, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, hắn ta giãy giụa đứng lên rồi lại quỳ phịch xuống, chống hai tay dưới đất ho khan. Máu không ngừng chảy ra từ trong miệng. Quá thê thảm. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, Mạc Huyền bị người khác nhìn chằm chằm chỉ cảm thấy mặt đau rát, xấu hổ vô cùng. Mới đó không lâu hắn ta còn kiêu căng ngạo mạn, lúc này ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Kết quả nằm ngoài dự liệu, có lẽ trước đó không ai ngờ được rằng khi Huyền Lôi song kiếm hợp sức với nhau, Lâm Nhất vẫn có thể mạnh mẽ áp đảo đối phương. Tuy các nhân tài kiệt xuất trên cao nguyên Hoàng Sa ít nhiều cũng đã từng nghe thấy tin đồn về hắn, thậm chí còn tự gọi hắn là Táng Hoa Kiếm Ma. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, sau khi đối thủ đổi thành nhân tài kiệt xuất của 10 phương chiến giới, Lâm Nhất vẫn có được phong thái như thế. Điều này làm người ta quá kinh ngạc. Vô số ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía Lâm Nhất, còn chưa tới 3 tháng nữa là sẽ đến ngày diễn ra cuộc chiến cuối cùng ở Thiên Lộ. Có lẽ vị kiếm khách đến từ giới vực cấp thấp này sẽ thật sự có thể tạo nên kỳ tích của riêng mình trong cuộc chiến cuối cùng, phá vỡ cục diện 10 phương chiến giới độc chiếm 10 vị trí đầu. Con đường thông thiên vốn là con đường khát vọng, mỗi lần thiên lộ mở đều sẽ có hắc mã tuyệt thế được sinh ra. Sự xuất hiện của Lâm Nhất đã vô hình chứng minh cho truyền thuyết, bất kỳ ai cũng có thể biến thành rồng trên con đường thông thiên này. Bỗng nhiên, cuồng phong thổi đến từ phía xa, mặt đất đột nhiên rung lắc. Những đám mây trên trời không ngừng nhấp nhô như làn sóng, mọi người đều biến sắc, bất giác đưa mắt nhìn ra đằng sau. Đến rồi à? Sắc mặt Lâm Nhất không hề dao động, vừa rồi khi đánh nhau với Huyền Lôi song kiếm, hắn đã cảm ứng được một vài khí tức mạnh như yêu quái đang nhanh chóng lao tới từ nơi xa. Đã thế không chỉ có một người, khí tức ấy làm cho Lâm Nhất e dè, cảm nhận được sự tồn tại của nguy hiểm. Trực giác của kiếm khách luôn rất chính xác, Lâm Nhất đoán. Đó có thể là nhóm người mạnh nhất trong 10 phương chiến giới. Hiện tại vẫn chưa phải cơ hội đánh trực diện với nhóm người này, nghĩ vậy, Lâm Nhất di chuyển tới bên cạnh Bùi Tuyết. Đi thôi. Không cho đối phương cơ hội từ chối, Lâm Nhất tự ý kéo đối phương rời đi. Hắn rất quyết đoán, không chần chừ chút nào. Công tử đến rồi. Hàn Lôi vốn đang định tạm thời chạy trốn, thấy thế thì mắt sáng rực lên, vẻ dữ tợn lập tức hiện lên trên mặt hắn ta. Nếu như có công tử ở đây, làm sao đến lượt Lâm Nhất kiêu ngạo?
ở lại cho ta. Hắn ta muốn giữ chân Lâm Nhất, chỉ cần có thể giữ hắn lại thêm một lát, đợi đến khi các công tử tới, chắc chắn hắn chỉ còn một con đường chết. Nhưng hắn ta còn chưa kịp hành động, một cây côn sắt màu vàng đen xuyên qua hư không đánh bay hắn ta. Là ngựa huyết long, nó chưa ra tay nhưng luôn nấp trong tối theo dõi, sao có thể cho hắn ta cơ hội giữ chân Lâm Nhất. Bùm! Một đòn này khá đáng sợ, đánh cho hắn ta trọng thương hộc máu, chật vật ngã xuống đất. Hàn Lôi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ngựa huyết long ở trên không trung nhe răng trợn mắt với mình. Con mèo chết tiệt! Đây là ma sủng của Lâm Nhất, hiện giờ hung danh của nó không hề thua kém Lâm Nhất. Nghe đồn con mèo này rất mạnh, có huyết mạch chân long, hơn nữa còn tu luyện võ học chí thánh của yêu tộc, có tiếng là ăn trộm quen tay, bảo bối trong tay nó còn nhiều hơn cả yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Hồng hộc! Trên bầu trời sấm sét vang dội, ba bóng dáng tỏa ánh hào quang mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giới tử! Ba người nhóm La Chấn lẩn trong đám đông lập tức thay đổi mắt sắc, đây chính là những tên yêu nghiệt trong truyền thuyết đó sao? Giới tử chính là công tử trong lời Huyền Lôi Song Kiếm, họ tôn sùng địa vị, tương đương với thủ lĩnh giới vực cấp cao của ngoại giới. Chẳng qua chiến giới không giống với những giới vực khác. Giữa các thế lực trong giới vực khác có mối quan hệ phức tạp, tự mình tranh đấu, không khác mấy so với huyền hoàng giới. Còn 10 phương chiến giới thì giống với lãnh địa của một gia tộc. Giới tử là người có thiên phú mạnh nhất thuộc dòng chính của gia tộc, là người đứng đầu một khu vực, có được tài nguyên và truyền thừa không cách nào tưởng tượng nổi. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu như Lâm Nhất được phép sử dụng toàn bộ tài nguyên của huyền hoàng giới, vậy thì trước khi tiến vào con đường thông thiên hắn sẽ cực kỳ mạnh. 10 phương chiến giới đều như thế, tất cả mọi thứ ở chiến giới đều thuộc quyền sở hữu của chủ nhà, những người khác họ chỉ là người hầu. Hơn nữa lai lịch của huyền hoàng giới hoàn toàn không thể so sánh với 10 phương chiến giới, những giới tử này sẽ mạnh đến mức nào, đương nhiên có thể tưởng tượng. Khí tức toát ra từ trên người họ cực kỳ đáng sợ, ánh hào quang rực rỡ mãi không tiêu tán. Giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, trong cơ thể họ như đang có những đóa hoa mọc lên, nở rộ rồi lại héo tàn. Tiến hành luân hồi sinh và tử, nhìn có vẻ vô cùng kỳ dị. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được nhìn thấy giới tử của 10 phương chiến giới, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ. Chuyện gì thế này, những đóa hoa đó nhìn quen quá. Là hoa tinh ma, hóa ra truyền thuyết là có thật. Truyền thuyết nói rằng ở cảnh giới thiên phách, nếu thực lực đủ mạnh, khi đến thiên phách tầng 5 và độ kiếp sẽ có hoa tinh ma giáng lâm. Nếu như có thể thu phục hoa này, trồng nó vào vùng khí hải sẽ có thể làm cho khí hải biến thành động thiên. Khi thi triển hoa tinh ma đến cực hạn, có thể tạo ra những dị tượng này. Họ chính là giới tử trong truyền thuyết sao? Cao Nguyên Hoàng Sa bắt đầu trở nên nhốn nháo vì ba người này. Có người đưa ra nghi vấn, mơ hồ đoán được lai lịch của những người này, cảm thấy tê cả da đầu. Bình thường không thể gặp những người ở đẳng cấp này đâu, không ngờ hôm nay lại được gặp ba người một lúc. Sau khi biết chắc rằng Bùi Tuyết đang ở đây, ba người họ đã điên cuồng chạy tới đây, điều động chân nguyên đến cực hạn. Ánh sáng lập lòe như đang dịch chuyển tức thời, ba bóng dáng xuất hiện bên cạnh Mạc Huyền và Hàn Lôi. Khi nhìn thấy vết thương trên người Huyền Lôi Song Kiếm, một người trong số đó lập tức phóng thích sát ý kinh thiên động địa, luồng sát ý ấy làm cho xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Hàn ý vô tận tỏa ra từ trên người hắn ta. Sương lạnh điên cuồng lan rộng ra từ dưới mặt đất. Chạy mau! Mọi người sợ tái cả mặt, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng họ không dám lùi ra xa, bởi vì người nọ ngoái đầu nhìn họ, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến người ta rùng mình, run lẩy bẩy, đó là một lời cảnh cáo âm thầm. Ai đã làm các người bị thương? Nữ nhân đó sao? Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong miệng người nọ, mặt hắn ta như phủ một lớp băng, sắc mặt cực kỳ u ám. Là Lâm Nhất. Mạc Huyền quỳ một chân xuống, không dám ngẩng đầu. Hàn Lôi giải thích sơ lược qua một lần những gì đã xảy ra với đôi môi run rẩy. Đồ vô dụng! Người nọ nổi giận quát. Giọng hắn ta như sấm chớp, vừa mới lên tiếng, bầu trời cũng run rẩy, khiến người ta thấp thỏm lo sợ. Chúng ta có tội, xin công tử trách phạt. Mặt mũi Hàn Lôi và Mạc Huyền trở nên trắng bệch, họ vùi đầu xuống đất, không dám thẳng người. Thiên Càn, Thần U! Huyền Long. Cách đó xa xa, nhóm người La Chấn trà trộn trong đám đông nhận ra lai lịch của ba người này, vẻ kinh ngạc thoáng hiện qua trong mắt họ. Điều này quá đáng sợ.
Rốt cuộc Bùi Tuyết đang giữ bảo vật gì mà lại có thể khiến cho giới tử của cả ba chiến giới cùng nhau đến, quả thật không thể tưởng tượng. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể hoành hành trên con đường thông thiên, không ai cản nổi. Thậm chí không cần họ ra tay, La Trấn cũng biết sẽ có rất nhiều thủ lĩnh giới vực cấp cao tự nguyện chủ động thần phục họ. Số lượng tài nguyên mà 10 phương chiến giới đã tích lũy sau nhiều năm quá khủng khiếp, đôi khi chỉ cần lấy ra một ít tạo hóa thôi cũng đủ mạnh hơn rất nhiều so với những truyền thừa bình thường ở con đường thông thiên. Hắn ta cũng từng có cơ hội nương tựa vào một phương chiến giới, chỉ là hắn ta thích tự do nên mới không chọn. Lâm Nhất đưa Bùi Tuyết đi khỏi tay Huyền Lôi Song Kiếm, e rằng đã tạo thành rắc rối rất lớn. Vừa nghĩ tới đây, vẻ lo âu chợt thoáng qua trong mắt La Trấn, Lâm Nhất hành động còn hơi bốc đồng. Từ đầu hắn ta đã khuyên đối phương đừng manh động, chiến giới không dễ động. Giờ thì hay rồi, còn động vào cả ba chiến giới. Nhưng sau khi nghĩ lại, nếu tính tình Lâm Nhất không chính trực như thế thì kiếm tâm của hắn đã bền vững, có lẽ trình độ kiếm đạo cũng đã không có được thành tựu như bây giờ. Kiếm khách vẫn luôn như thế, đúng sai rõ ràng, có ơn báo ơn, có oán báo oán, lòng hướng về kiếm, thà bị gãy chứ không chịu cong, không bao giờ bị cám dỗ bởi bất cứ ai hay thứ gì khác. Chẳng qua trên con đường thông thiên rộng lớn này không có mấy người có thể làm được thôi. Mình cũng thế, La Trấn thầm thở dài trong lòng. Đại ca, đó là gì vậy? Vào lúc này, Tần Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi La Trấn, hắn ta nhìn thấy trong tay giới tử thiên càn xuất hiện một chiếc bảo kính. La Trấn khẽ nheo mắt nhìn thật kỹ, sau đó không khỏi nghẹn ngào thốt lên, hồi quang bảo giám. Đó là một loại bí bảo có thể tái hiện lại những gì vừa xảy ra trước đó. Khá giống với quay ngược thời gian, vô cùng thần kỳ. Có điều hạn chế rất lớn, hình ảnh mà hắn ta muốn tái hiện phải cần có dao động năng lượng mãnh liệt mới thành công. Nếu như quá yếu, hình ảnh sẽ không thể xuất hiện, nếu thời gian quá dài thì cũng không thể tái hiện. Vèo, vèo, vèo. Sau khi hồi quang bảo giám được khởi động, phía trước mặt lập tức hiện lên vô số hình ảnh, đa số hình ảnh đều rất mờ. Trước khi Lâm Nhất thi triển kiếm ý thông thiên, chỉ có hình ảnh khi hắn đỡ chiêu Huyền Lôi Song Kiếm hợp lực mới khá rõ, dị tượng đáng kinh ngạc lúc đó được tái hiện gần như hoàn mỹ. Đây là... Vẻ ngạc nhiên lóe qua trong mắt giới tử thiên càn, mặt hơi biến sắc, hắn ta cố định hình ảnh lại. Vèo! Hắn ta lập tức bay lên không trung, nhìn Lâm Nhất dùng thánh giáp thương long ngăn lại Huyền Lôi Song Kiếm trong hình ảnh. Giới tử thần U và Huyền Long cũng theo sau, ba người đồng loạt nhìn về phía ngực Lâm Nhất. Ở nơi đó tỏa ra ánh sáng thần văn, nhìn kỹ sẽ thấy uy lực thần văn đến từ một cây xương sườn trên ngực hắn. Bảo cốt thương long. Cả ba người đều kinh ngạc, nghĩ thầm hóa ra là vậy, thảo nào tên rác rưởi hạ giới này lại có thể thắng Huyền Lôi Song Kiếm. Ngay sau đó trong mắt họ lộ ra vẻ khao khát, không ngờ cơ duyên trên tạo hóa của bảo điện thương long lại là một chiếc bảo cốt thương long, điều này thật bất ngờ. Giới tử thiên càn lạnh lùng lên tiếng, người này không thể giữ lại. Đêm, trăng tròn lẻ loi. Mặt trời và mặt trăng ở con đường thông thiên to hơn ở hạ giới rất nhiều. Nó to như một ngọn núi nhưng lại cách xa vô tận. Cảm giác này rất lạ, nếu như nhìn quá lâu sẽ mang lại cho người đang ngắm trăng cảm xúc nhỏ bé thấp hèn. Lúc này, cao nguyên Hoàng Sa, Lâm Nhất đang ngồi thẳng trên một tảng đá lớn, khoác trên mình ánh trăng màu bạc. Mái tóc dài của hắn xõa tung như thác nước, mỗi sợi tóc đều tỏa sáng lấp lánh. Bộ quần áo xanh phát sáng trông có vẻ thần thánh và sâu thẳm trong bóng đêm, mang lại cho người ta cảm giác rất êm dịu. Sau lưng Lâm Nhất có một hư ảnh ngân xí thần nhân, rất giống với hư ảnh mà Vũ Hạo Thiên tạo ra ngày hôm đó. Nhưng lại có khác biệt rõ rệt, trong đôi mắt sâu thẳm của ngân xí thần nhân này không có bất cứ tia ma quang nào, chỉ có một ngọn lửa bạc nở rộ như hoa, chập chờn theo gió. Lâm Nhất ngồi trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, tay thỉnh thoảng kết thủ ấn cổ xưa. Bùi Tuyết và Ngựa Huyết Long ở cách đó không xa đang lẳng lặng canh gác, trong mắt Bùi Tuyết có chút tò mò, có chút lo âu, cũng có chút tức giận. Sau khi tự ý đưa nàng ta đi, trên đường Lâm Nhất không nói câu nào với nàng ta, chỉ tập trung cưỡi ngựa. Sau khi vất vả lắm mới dừng lại, hắn vẫn một mình tu luyện, hơn nữa còn không cho nàng ta đi. Một khi nàng ta có ý muốn đi, con mèo kia sẽ nhìn chằm chằm vào nàng ta bằng ánh mắt rất bỉ ổi, khiến nàng ta không được tự nhiên cho lắm. Soạt. Bỗng nhiên, hư ảnh ngân xí thần nhân sau lưng Lâm Nhất hiện ra vô số dị tượng. Có huyền điểu bay lượn, có hoa quế nở rộ, có thỏ ngọc chạy trốn,
thậm chí còn có thần nữ đánh đàn thổi sáo, tiếng sáo oai hùng không ngừng văng vẳng bên tai, thánh huy tràn ngập, linh vụ nổi lên, làm cho người ta cảm thấy như đang ở trong tiên cảnh. Vầng trăng tròn vô hình trên bầu trời chiếu xuống như mộng ảo, vừa giống thật vừa giống giả. Bùi Tuyết kinh ngạc, hoàn toàn ngơ ngác. Dưới dị tượng này, Lâm Nhất ngồi trên tảng đá trông có vẻ kỳ ảo thần thánh hơn bao giờ hết. Hắn giống như tiên giáng trần, toát ra khí chất phi phàm không thể tả bằng lời. Vèo. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất mở mắt ra, hai tay kết ấn từ từ thả ra. Hắn nhìn về phía Bùi Tuyết, đối phương giật mình hoàn hồn lại, mặt đỏ lên. Bùi Tuyết ảo não nói bụng, mình đang làm gì thế này? Nhìn người ta chằm chằm lâu thế mà còn bị bắt quả tang. Nàng rất không được tự nhiên, giả vờ thoải mái hỏi, người đang tu luyện quyền pháp của Vũ Hạo Thiên đúng không? Có thể cho là vậy, nhưng mà cũng không hẳn là vậy. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Cũng may, hình như đối phương không phát hiện, Bùi Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó lòng hiếu kỳ dâng lên cao, nàng ta vô thức hỏi, có nghĩa là gì? Lâm Nhất thành thật trả lời, đúng là đang tu luyện loại quyền pháp đó, có điều ta đã thấu hiểu nội dung quyền pháp cụ thể, từ lâu đã hiểu rõ trong lòng. Ta không tu luyện quyền pháp mà đang tu luyện ấn ký cổ ấn thái âm kia, cho nên cũng không hẳn là vậy. Phức tạp thế ư, Bùi Tuyết càng nghe càng rối. Lâm Nhất thấy thế cũng không giấu giếm gì, giải thích chi tiết cho đối phương. Nguyệt Diệu Thần Quyền và Nhật Diệu Thần Quyền cùng loại với nhau, cấp bậc cũng không phải cố định. Được tính quyết định dựa vào thiên phú của người học. Nói cụ thể hơn là cảnh giới mà cổ ấn thái âm có thể tu luyện đến cảnh giới nào, quyền pháp sẽ mang cấp bậc đó, có thể là cấp bá chủ, có thể là cấp vương giả, cũng có thể là cấp đế giả. Đương nhiên Lâm Nhất sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp bá chủ, thế nên kể từ khi rời khỏi Thương Long cấm giới, hắn vẫn luôn nghiên cứu cổ ấn thái âm. Khác với cổ ấn thần dương, hắn đã tu luyện tạo hóa tìm được ở Nhật Diệu Tinh Cung trong mặt trời một thời gian. Dễ dàng tu luyện cổ ấn thần dương đến hóa cảnh. Còn cổ ấn thái âm thì không có tạo hóa tương tự, vậy nên nó rắc rối hơn rất nhiều. Thế bây giờ ngươi đã tu luyện tới hóa cảnh chưa? Bùi Tuyết tò mò hỏi. Lâm Nhất nhìn vầng trăng tròn trên trời, nhẹ nhàng đáp, còn thiếu một bước nữa. Còn thiếu một bước, Hạo Nguyệt Hữu Linh. Trong cổ ấn thần dương phải tạo ra linh hồn kim ô mới đạt đến hóa cảnh. Hắn cảm ngộ được rất nhiều dị tượng từ cổ ấn thái âm, có huyền điểu, có thanh loan, có cây quế, có ma thú. Lâm Nhất vẫn chưa xác định được cách tạo ra linh hồn trong cổ nguyệt thái âm thì mới có thể đạt tới hóa cảnh mà không có sai sót nào. Ngươi đã tu luyện thành công Nhật Diệu Thần Quyền, tại sao còn muốn tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền? Bùi Tuyết hỏi điểm mấu chốt, ánh mắt chợt lóe. Lâm Nhất cười, bí mật. Tạm thời Lâm Nhất không muốn nói cho đối phương biết bí mật của võ học cấp thánh linh Nhật Nguyệt Thần Quyền. Bùi Tuyết thấy Lâm Nhất không trả lời, suy tư một lúc rồi bảo, nếu như chỉ là cổ ấn thái âm, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ồ, trong mắt Lâm Nhất có tia sáng lóe qua, hắn cũng hơi bất ngờ, đối phương biết được bí mật gì ư. Trên cao nguyên Hoàng Sa này có một loại cỏ tên là cỏ Nguyệt Hồn. Nó hình thành nhờ hấp thu ánh trăng từ ngày này sang tháng nọ ở con đường thông thiên. Cỏ này đã sinh hồn, sau khi luyện hóa có lẽ sẽ có lợi cho việc ngươi lĩnh ngộ cổ ấn thái âm, Bùi Tuyết khẽ nói. Có loại cỏ này sao? Lâm Nhất hào hứng hỏi kỹ hơn, quả thật là có. Nhưng loại cỏ này có độc, mà còn được yêu thú mạnh canh giữ, nó là cỏ thánh của một bộ tộc Ma Lang. Sau một lúc đắn đo, Lâm Nhất đã đưa ra quyết định. Đi! Cổ ấn thái âm là mấu chốt để tu luyện võ học thánh linh. Có liên quan đến việc Lâm Nhất có thể tỏa sáng trong cuộc chiến cuối cùng hay không, nó rất quan trọng đối với hắn. Mạo hiểm một tí cũng chẳng là gì, rất đáng giá. Ngươi chắc chứ? Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chắc chắn khắp nơi trên hoang nguyên này đều có người đang tìm chúng ta, phải mau chóng đi tới thành tứ tượng mới đúng. Sau đó thì sao? Lâm Nhất khẽ nheo mắt lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ sắc bén, hắn cười đáp. Chẳng lẽ phải trốn cả đời không lộ diện? Đây không phải tính cách của ta, không cần biết hắn ta là mười phương chiến giới gì cả. Một khi đã đối địch với ta, cứ ném văng là được. Bùi Tuyết thoáng sững sờ, rõ ràng là đã bị kinh ngạc bởi lời này của Lâm Nhất. Sau khi trời sáng, Lâm Nhất đang tiến đến bộ tộc Ma Lang thì cảm ứng được có người đang truy lùng và tìm kiếm mình. Nhân số rất nhiều, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất của một số giới vực cấp cao. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ.
không ngờ lại có nhiều nhân tài kiệt xuất ưu tú của giới vực cấp cao lại nghe theo sự sai phái của người chiến giới như vậy. Một cuộc truy sát và phản truy sát cứ thế diễn ra. Mặc dù cao nguyên Hoàng Sa rất rộng, nhưng để ẩn nấp triệt để thì không được thực tế cho lắm. Chỉ mới sau 3, 4 ngày, Lâm Nhất, Bùi Tuyết với ngựa huyết long đã gặp khoảng 10 đợt bao vây và phục kích. Bùi Tuyết đã bị trọng thương, nửa người nàng ta đang chảy máu, suýt nữa đã bị hai tên thủ lĩnh giới vực cấp cao giết chết, vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhất không bị thương, thậm chí không bị sao cả. Nhưng hắn rất khó chịu vì bị gò bó, mỗi lần muốn tàn sát đều có thể cảm nhận được ba luồng khí tức cực kỳ kinh khủng xông thẳng về phía mình. Khí tức ấy vô cùng đáng sợ, bất kỳ ai trong số họ đều có thể làm cho Lâm Nhất kiêng dè, tỷ lệ thắng không cao. Theo lời của Bùi Tuyết, những người này là giới tử. Nếu cả ba giới tử hợp sức với nhau, một khi bị bao vây thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều, có thể sẽ bỏ mạng ở cao nguyên Hoàng Sa. Lâm Nhất buộc lòng phải né tránh. Cố hết sức không ra tay để tránh bại lộ, nhiều lần thậm chí còn áp chế thực lực của mình. May mà cao nguyên Hoàng Sa rất rộng, cứ đi thẳng về trước, dốc toàn lực cũng phải mất 4, 5 ngày mới có thể đi hết. Tuy Lâm Nhất không thể hoàn toàn che giấu hơi thở của mình, nhưng ba người đó cũng rất khó tìm được hắn. Nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao tìm được hắn thì cũng chưa chắc có thể giữ chân hắn được. Nhưng sau 3 ngày, tình hình đã thay đổi đáng kể. Ngoại trừ ba tên yêu nghiệt mạnh đến mức khiến người ta giận sôi, còn có những yêu nghiệt khác của chiến giới đuổi tới. Những người đó không mạnh bằng ba người này nhưng cũng rất mạnh, lợi hại hơn huyền lôi song kiếm rất nhiều, điều này khiến cho Lâm Nhất cảm nhận được áp lực. Lạ thật, đám người này đuổi giết mình có vẻ hơi liều mạng. Lâm Nhất lau sạch vết máu trên kiếm táng hoa, nhíu mày, khẽ thở dài. Ở trước mặt hắn đang có 7, 8 thi thể, máu chảy thành sông, họ vừa mới chết không lâu. Mấy người này đều là nhân tài giới vực cấp cao, dù được đưa ra làm con chốt thí thì cũng có vẻ hơi xa xỉ. Trong vài ngày qua, nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao chết trong tay Lâm Nhất cũng đã có hơn mấy chục người. Kết quả vẫn có người nối tiếp nhau mà đến, dù chiến giới thiên càn có tài nguyên lớn mạnh đến đâu, e rằng cái giá phải trả cũng rất lớn. Dựa vào uy hiếp mà không có lợi ích thì sẽ không có nhiều giới vực cấp cao như thế bán mạng cho hắn ta. Điều quan trọng nhất là hiện tại có rất nhiều yêu nghiệt chiến giới ở khu vực khác cũng xuất hiện ở cao nguyên Hoàng Sa. Động tĩnh quá lớn. Có thể họ đã phát hiện ra bí mật của ngươi, Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất, do dự một lúc rồi trầm giọng nói. Bí mật gì? Ánh mắt Lâm Nhất chợt lóe, hắn hơi khó hiểu. Cơ duyên mà ngươi có được ở Bảo Điện Thương Long. Bùi Tuyết tạm dừng một lúc rồi nói tiếp, bọn họ có một loại bí bảo tên là Hồi Quang Bảo Giám, có thể tái hiện lại hình ảnh đã xảy ra. Có lẽ hình ảnh ngươi và huyền lôi song kiếm đánh nhau đã bị họ phát hiện ra dấu vết. Bảo cốt thương long. Một tia sáng lóe qua trong mắt Lâm Nhất, nghĩ lại thì thấy cũng có khả năng. Dù sao đây cũng là một chiếc bảo cốt chân long do thương long vương để lại, nó được khắc thần văn hoàn chỉnh. Kể cả yêu nghiệt của 10 phương chiến giới cũng rất khó không dao động. Ngoài ra, có thể là có liên quan đến ta, Bùi Tuyết khẽ thở dài, nét mặt chán nản. Lâm Nhất há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nếu như đối phương muốn thì sẽ không giấu giếm điều gì. Còn nếu như không muốn, có hỏi cũng như không. Người có nghe nói gì rồi sao? Bùi Tuyết nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng hỏi. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tuyết còn đang bị thương rất nặng, trên mặt đối phương là vẻ lo lắng, quanh quẩn bóng dáng tử vong. Nàng ta rất kinh hoàng, lo lắng, sợ mình không thể rời khỏi khu vực này và chết ở cao nguyên Hoàng Sa. Cũng có một ít, Lâm Nhất bâng quơ đáp. Người đã nghe thấy tin đồn gì, Bùi Tuyết dường như đã quyết định điều gì đó, nhìn Lâm Nhất cười hỏi. Lâm Nhất chần chừ, sau khi cân nhắc mới nói, ta nghe nói cô đang giữ chí bảo, món chí bảo này có thể thay đổi thứ hạng trong cuộc chiến cuối cùng. Nếu ai có được nó thì rất có thể sẽ bước lên đỉnh cao của thiên lộ. Sai. Bùi Tuyết lập tức bác bỏ, điều này không hề đúng chút nào. Đây là tin tức giả do 10 phương chiến giới tung ra. Đúng là ta đang giữ cơ duyên vô thượng, nhưng cơ duyên đó hoàn toàn không thể thay đổi thứ hạng trong cuộc chiến cuối cùng. Hả? Lâm Nhất kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng tin tức sẽ là giả. Bùi Tuyết trầm giọng, chí bảo là quả thần huyết, ở thiên lộ thứ 9 này có tổng cộng 3 quả. Ta lấy được một quả, thủ lĩnh chiến giới đế vũ một quả cuối cùng nằm trong tay người tình bé nhỏ của ngươi. Ta đã phong ấn nó vào trong cơ thể của mình. Rư.
Vào lúc này, trong màn cát vàng mù trời đột nhiên vang lên một tiếng giống chói tai của thú dữ, Lâm Nhất và Bùi Tuyết quay đầu lại nhìn. Trong màn cát vàng, một bầy yêu thú xông về phía hai người như thủy triều, mắt của bọn chúng đỏ như máu. Rõ ràng bầy yêu thú này đang bị người khác khống chế, người đến vô cùng đáng sợ. Quả thần huyết. Vật này được dùng thần để đặt tên, vừa nghe tên đã biết lai lịch cực lớn, nó là một món chí bảo phi phàm. Lâm Nhất rất bất ngờ, không ngờ chí bảo trong tay Bùi Tuyết lại là một loại quả, hơn nữa cũng không ngờ Nguyệt Vi Vi cũng đang giữ một quả. Thế chẳng phải là nàng ta cũng đang bị chiến giới truy sát sao? Rốt cuộc quả thần huyết này là thứ gì thì Lâm Nhất không biết, nhưng bây giờ hắn không có thời gian hỏi nhiều, bầy yêu thú bị khống chế ở đằng sau đang tấn công tới, chẳng mấy chốc sẽ bao vây nơi đây. Cùng lúc đó, giữa màn bụi bốc lên do mấy nghìn con yêu thú, cách đây rất xa có một bóng dáng mơ hồ đang nhanh chóng chạy tới. Lâm Nhất nheo mắt nhìn lại, trong bầy yêu thú nhiều đếm không xuể kia có rất nhiều con có khí thức mạnh mẽ, chỉ riêng yêu thú cấp bá chủ đã có hơn mấy chục con, hơn nữa tất cả đều là tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4, thậm chí còn có mấy con yêu thú cấp vương giả, chúng tấn công đồng loạt trông cực kỳ đáng sợ. Nếu như thật sự không còn cách nào khác, người hãy giết ta rồi lấy quả thần huyết ra, sau đó đến thành tứ tượng đưa cho người của chiến giới hoàng đồ giúp ta. Trước đó ta đã bị thương, bây giờ thì bị thương nặng lắm rồi. Bùi Tuyết khẽ khàng nói, nét mặt thương cảm, vẻ u sầu trên mặt vẫn còn đó, trong mắt quanh quẩn sự tuyệt vọng. Nàng ta rất bi quan, nghĩ rằng mình không thể rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa. Trong cuộc truy sát và phục kích mấy lần trước đó còn làm liên lụy đến Lâm Nhất nhiều lần, nếu không nhờ hắn ra tay thì nàng ta đã chết từ lâu. Ba chiến giới cùng nhau ra tay, gọi tay sai của giới vực mình tới, cộng thêm những giới vực cấp cao lệ thuộc kia nữa. Dù cao nguyên Hoàng Sa rộng lớn thế nào đi nữa, bị bao vây bắt lại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nàng ta cũng nhận ra người đang khống chế yêu thú, đó là Niếp Huyền của chiến giới Thần U, người có biệt hiệu là Thú Vương. Người này rất đáng sợ, hắn ta còn đáng sợ hơn cả Huyền Lôi Song Kiếm, là con lai giữa yêu thú và nhân tộc. Hắn ta không chỉ có thể khống chế yêu thú, thực lực cá nhân cũng rất kinh khủng, là một trong bốn chiến tướng của chiến giới Thần U. Cỏ Nguyệt Hồn còn bao xa nữa, Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết bị thương trên lưng, nhẹ giọng hỏi. Ít nhất còn hai ngày nữa, Bùi Tuyết nhỏ giọng trả lời. Đi trước đã. Lâm Nhất cõng nàng ta, bảo ngựa huyết long đi theo sau. Sau đó thi triển kim ô cửu biến thoát ẩn thoát hiện trên đất bằng. Grư, grư, grư. Hai ngày sau, Lâm Nhất vẫn bị yêu thú đuổi theo kịp. Đó là một con yêu thú hình người có tên là Huyền Thiết Ma Viên, với thân hình phủ đầy vảy đen, đôi mắt đỏ như máu, toát ra ma khí vô cùng khủng khiếp. Nó có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4 đỉnh phong, khí huyết ngập trời, những chiếc vảy huyền thiết trên người nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Vèo. Khi tìm thấy Lâm Nhất, nó lập tức xông tới với tốc độ rất nhanh, chiều cao 10 trượng. Nó xòe tay ra, có móng vuốt bắn ra ngoài như chiếc móc sắt xoay tròn bay giữa không trung. Lâm Nhất chạy không ngừng, thi triển Thương Long Thánh Thiên Quyết tiếp chiêu. Ầm ầm, âm thanh sắt đá vỡ vụn vang vọng bốn phía như tiếng sấm. Con Huyền Thiết Ma Viên này bị đánh bay ra xa, phát ra tiếng kêu đau thảm thiết, bàn tay nó chảy máu, móng vuốt vỡ tan tành. Sau khi ngã xuống đất, nó lăn mấy vòng liên tiếp, cánh tay chảy máu không ngừng. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Như thể đối phương mới là hung thú, một con hung thú hình người. Vù vù, tiếng xé gió liên tục vang lên, lại thêm mấy con Huyền Thiết Ma Viên xông tới. Chúng có bộ vảy màu vàng óng, rõ ràng là mạnh hơn con vừa rồi rất nhiều, trên người mỗi con ma viên đều toát ra uy áp bá chủ. Chúng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Bùi Tuyết nằm trên lưng Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả bọn chúng đều là ma viên cấp bá chủ, có khí huyết cực kỳ khủng khiếp. Bất kỳ con nào trong số chúng đều có đủ tư cách bước lên bảng thông thiên. Điều phiền toái hơn là cơ thể chúng rất cứng rắn, có thể so sánh với đạo khí bình thường. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, số lượng quá nhiều, đối phó sẽ hơi rắc rối. Ngày thường những con Huyền Thiết Ma Viên cấp bá chủ này hoành hành không sợ ai, độc chiếm một phương ở cao nguyên Hoàng Sa, nhưng hôm nay chúng lại bị ép buộc phải đi cùng nhau. Uy áp đó cực kỳ đáng sợ, trong mắt chúng tràn ngập khí tức kinh khủng. Bùm, bùm, bùm. Lâm Nhất cõng Bùi Tuyết chiến đấu với những con yêu thú này, long văn tím vàng thoáng hiện trên da của hắn,
cổ ấn thần dương nở rộ trong lòng bàn tay. Kim quang lấp lóe, giữa vòng vây của bầy mà viên này, hắn di chuyển rất nhanh, phóng thích uy áp vô cùng mạnh. Phụt! Vừa mới đánh nhau mấy hiệp đã có huyền thiết ma viên bị Lâm Nhất đấm xuyên người. Máu tuôn như suối, vẩy ra giữa không trung. Ba, bốn con ma viên chết thảm ngay tại chỗ, máu tươi vẩy ra đầy trời, xác rơi xuống như núi cao. Grừ! Một con ma viên có kim quang phát ra từ giữa hai đầu mày giống lên, quyền như sao trời bùng cháy, tấn công thẳng về phía Lâm Nhất. Nó rất mạnh, một quyền phá vỡ quyền mang và uy áp của Lâm Nhất, làm cho Lâm Nhất vốn đang định chống trả vì bị cản trở phải lùi về sau. Thịch, thịch, thịch. Những con ma viên còn lại nhân cơ hội xông tới, thi triển quyền mang hoặc xòe bàn tay khổng lồ che trời, hoặc phun ra lửa đen hừng hực bao vây Lâm Nhất. Đây là một trận chiến gian khổ, 15 con huyền thiết ma viên huyết mạch cấp bá chủ dùng đủ mọi cách bao vây tấn công Lâm Nhất. Trong số đó còn có một con ma viên đầu đàn cực kỳ mạnh, không những giữa hai đầu mày phát ra kim quang, cơ thể nó còn cao to gần 20 trượng. Lâm Nhất rất mạnh, nhưng khi cõng Bùi Tuyết vẫn bị bó tay bó chân, hơn nữa bầy ma viên này rất khó đối phó. Nếu là yêu thú cấp bá chủ bình thường, với thể chất của Lâm Nhất hiện tại, một quyền đấm chết một con, chỉ chốc lát là tất cả đều sẽ chết sạch. Đừng lo cho ta, ngươi cứ lấy cỏ nguyệt hồn rồi đi đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết trắng bệch không còn chút máu, nàng ta thầm tuyệt vọng, không bao lâu nữa Niếp Huyền sẽ đến. Một khi hắn ta đến, họ sẽ hoàn toàn không còn đường thoát. Đến lúc đó ba giới tử cũng sẽ dẫn theo người của mình đến và chặn tất cả đường đi, cả trên trời lẫn dưới đất. Chỉ riêng một mình Niếp Huyền thôi, hai người họ đã không đánh lại rồi. Bịch! Bùi Tuyết vừa dứt lời đã bị Lâm Nhất thả xuống, mặt nàng ta khẽ biến sắc, có điều nàng ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhưng trong mắt vẫn rưng rưng nước mắt, nàng ta nói với giọng run rẩy, người hãy giết ta đi, sau đó lấy quả thần huyết, thay ta đưa cho chiến giới hoàng đồ. Thấy thế, Lâm Nhất vừa bực vừa buồn cười, nhẹ giọng bảo, ai cần quả thần huyết của cô chứ, nhắm mắt lại đi. Do cõng đối phương nên hắn không tiện rút kiếm ra thôi, nữ nhân này suy nghĩ nhiều quá rồi. Grừ! Ngay lúc trì hoàn này, con ma viên tấn công hắn lúc này giống lên, đồng thời tấn công về phía hắn. Bùi Tuyết sợ tới mức mặt mày tái mét, cho rằng Lâm Nhất sẽ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ ngay trong giây tiếp theo, bèn lập tức nhắm mắt lại. Ta có yếu thế ư? Ta vẫn chưa rút kiếm cơ mà. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, sau đó vung tay lên, nắm chặt kiếm táng hoa đang nằm trong hộp kiếm vào lòng bàn tay. Vào khoảnh khắc cầm lấy chuôi kiếm, trong mắt thiếu niên lập tức lóe lên chiến ý vô tận, khí chất cũng thay đổi rất nhiều, hắn tựa như sát thần trở về từ sâu trong địa ngục vậy. Chết đi! Nụ cười trên mặt Lâm Nhất biến mất, khuôn mặt anh tuấn hơn người trở nên vô cùng lạnh lẽo. Vụt! Kiếm ý thông thiên tản ra, kiếm táng hoa rời khỏi vỏ, Lâm Nhất bay lên trời, cổ tay hơi di chuyển, chém ra 15 nhát kiếm. Keng, keng, keng! Kiếm mang và vảy chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, 15 chiêu kiếm, không nhiều cũng không ít. Mỗi một kiếm đều đâm vào điểm yếu, xuyên thủng lồng ngực, trùng sáng màu vàng như tia lửa bắn ra, liên tục rơi xuống. Đến khi Lâm Nhất đáp xuống đất, 15 con ma viên cùng ngã xuống đất, thi thể nặng nề khiến bụi đất tung bay, kêu lên ong ong. Bùi Tuyết mở mắt ra, cẩn thận quan sát, khung cảnh trước mắt khiến nàng ta ngạc nhiên. Tất cả ma viên đều chết hết vào thời khắc nàng ta nhắm mắt. Mà ở cách đó không xa, một thiếu niên áo xanh đưa lưng về phía nàng ta, kiếm trong tay hắn đang có máu tươi liên tục chảy xuống. Keng! Lâm Nhất cất kiếm vào trong vỏ, chậm rãi xoay người lau mồ hôi trán, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi. Sức mạnh của ma viên vượt khỏi dự đoán của hắn. Sau khi sử dụng kiếm ý thông thiên mà việc giết chết chúng vẫn khá là mất sức, nếu không vì trước đó đã giao thủ thăm dò điểm yếu trước, thì e rằng còn phải mất rất nhiều công sức. Chết hết rồi ư? Bùi Tuyết tỏ vẻ khiếp sợ, nàng ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, 15 con ma viên cấp bá chủ, yêu thú hung tàn có thân thể như đạo khí, vậy mà lại chết hết dưới kiếm của đối phương trong nháy mắt. Thật sự giống như câu chuyện trong nghìn lẻ một đêm, không tưởng tượng nổi. Nếu không thì sao, kiếm đã rời vỏ, chẳng lẽ còn phải để lại một con sống sót à? Lâm Nhất cất kiếm đi, lạnh nhạt nói, sau đó xử lý vết thương trước ngực. Đây là vết thương con thú dẫn đầu kia để lại trước khi chết, rất sâu, gần như sắp làm gãy xương sườn. Nếu không nhờ có bảo cốt thương long bảo vệ,
con ma viên thủ lĩnh kia sẽ có cơ hội khiến hắn bị thương nặng. Thật đáng sợ, sao người có thể làm được chứ? Bùi Tuyết thầm thấy kinh ngạc, nàng ta biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức khó tin như thế. Khó tin lắm à, Huyền Lôi Song Kiếm còn thua trong tay ta, đây chỉ là một đám yêu thú, chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả người à, Lâm Nhất bình tĩnh nói. Chiêu kiếm khi nãy khá nguy hiểm, nhưng cũng nằm trong sự kiểm soát của hắn, Lâm Nhất không cảm thấy quá kinh khủng. Hắn xử lý vết thương, cười nói với đối phương, ta rất siêu phàm, đây cũng không phải ngày đầu tiên cô gặp ta. Bùi Tuyết cạn lời, không muốn nói chuyện với đối phương. Đúng là hắn rất siêu phàm, nhưng người còn chưa tăng thực lực mấy. Đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm và giết chết 15 con yêu thú cấp bá chủ trong nháy mắt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái sau khó hơn rất nhiều, dù Huyền Lôi Song Kiếm đồng thời ra tay cũng không thể làm được. Huyết mạch thân thể của Huyền Thiết Ma Viên mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Người đó phát hiện ra chúng ta rồi. Lâm Nhất nhìn về phía xa, trong bụi mù vô tận đó, hắn cảm nhận được một hơi thở vô cùng đáng sợ. Hơi thở đó hào hùng như biển máu, mênh mông cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt. Đối phương cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý thông thiên nên mới nhìn về hướng này, hai cặp mắt đồng thời đánh giá đối phương từ khoảng cách rất xa. Hắn vẫn luôn không sử dụng kiếm là vì sợ để lộ vị trí. Tuy sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra hắn qua yêu thú, nhưng một khi đã sử dụng kiếm ý thông thiên thì cũng giống như bật đèn trong bóng tối, chủ động chỉ rõ phương hướng cho đối phương. Đó là Niếp Huyền, chiến giới thần U có một người mang danh xưng thú vương tên là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng. Bùi Tuyết vốn mới thả lỏng một chút, khi nhắc tới kẻ này, sắc mặt nàng ta lại trở nên nặng nề một lần nữa. Chiến tướng. Lâm Nhất nghi ngờ, tỏ vẻ không hiểu lắm. Bùi Tuyết giải thích, 10 phương chiến giới ngoài họ của bọn họ, những người khác họ đều là đầy tớ cũng chia thành rất nhiều loại. Chiến tướng là tồn tại rất cao cấp trong đầy tớ, thậm chí có thể có tùy tùng của riêng mình, là thuộc hạ đắc lực của các giới tử. Huyền Lôi Song Kiếm mà ngươi đánh bại trước đó cũng có địa vị khá cao, nhưng vẫn thua kém chiến tướng khá nhiều. Hắn mạnh lắm à? Đúng thế. Sắc mặt Bùi Tuyết nặng nề, nàng ta cắn răng nói. Ồ! Lâm Nhất gật đầu, nhưng chữ ồ này lại khiến Bùi Tuyết thấy khó hiểu. Trong lúc Bùi Tuyết đang ngây người, Lâm Nhất lại cõng nàng ta lên lưng, thi triển Kim Ô Cửu Biến, đi tới bộ lạc Ma Lang, nơi có cỏ Nguyệt Hồn. Ngươi, thả ta xuống, vết thương của ta gần như đã lành rồi, có thể tự đi được. Bùi Tuyết bị hành động không nói một lời nào đã cõng mình lên lưng của đối phương làm kinh ngạc, ngại đến mức đỏ bừng mặt. Cô lộn xộn cái gì, cũng đâu phải lần đầu tiên. Lâm Nhất cạn lời, không biết nữ nhân này đang nghĩ gì nữa. Ngươi, cái gì mà không phải lần đầu chứ, thả ta xuống, cái tên ngu ngốc này. Bùi Tuyết tức đến mức đỏ bừng mặt, hai tay đánh lên lưng Lâm Nhất, giãy giụa muốn xuống. Ta cũng muốn thả cô xuống, nhưng cô quá chậm, còn tệ hơn tiểu hồng của ta nữa, Lâm Nhất không để tâm đến nàng ta, tiếp tục điều động Kim Ô Cửu Biến, di chuyển nhanh như chớp. Tựa như kéo ngắn khoảng cách, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Tiểu Hồng là ai? Bùi Tuyết thoáng ngơ ngác, người này còn có tình nhân khác à? Kia kìa! Lâm Nhất tiện tay chỉ, Bùi Tuyết ngẩng đầu lên, lập tức thấy phía trước có bóng đen lóe lên, ngựa huyết long vừa chạy về cười với nàng ta một cái. Bùi Tuyết thoáng chốc xa sầm mắt, màu đỏ ở đâu vậy, rõ ràng là một con mèo mun mà, còn cười bị ổi như thế nữa. Nửa ngày sau. Ở nơi thi thể của Huyền Thiên Ma Viên có một bóng người chậm rãi đáp xuống, thân hình hắn ta rất cao lớn, khoác da thú, cơ bắp lộ ra sáng bóng như kim loại, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, vô cùng hoang dã. Thanh niên khoác da thú chính là Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng của chiến giới thần U, có danh xưng thú vương. Trên bả vai hắn ta có một con khỉ màu đen, giữa mày con khỉ kia mọc một con mắt, là hậu duệ của ma hầu ba mắt trong truyền thuyết. Niếp Huyền xa sầm mặt. Vô cùng khó coi. Tất cả Huyền Thiết Ma Viên đều chết hết mà không có một ngoại lệ nào, cái giá phải trả này khiến hắn ta rất đau lòng. Hắn ta có thể điều khiển yêu thú, nhưng cũng không phải là không mất gì, đặc biệt là yêu thú cấp bá chủ thế này, hắn ta đã mất hơn 1000 viên đan tinh thần. Con kiến của hạ giới lại dám ngông cuồng thế này. Trong mắt Niếp Huyền lóe lên hàn mang đáng sợ, hắn ta cắn răng nghiến lợi nói. Có sát khí đáng sợ bùng nổ từ trên người hắn ta. Càn quét khắp xung quanh,
có người đi ngang qua cảm nhận được đều run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi. Khoảng thời gian này, cao nguyên Hoàng Sa hoàn toàn hỗn loạn. Tin tức Lâm Nhất đánh bại Huyền Lôi Song Kiếm nhanh chóng được lan truyền, ba chiến giới Thiên Càn, Thần U, Huyền Long liên thủ, bao vây hoàn toàn cao nguyên Hoàng Sa này. Tất cả mọi người đều không thể rời khỏi khu vực này, bọn họ không dám hành động bừa bãi, chỉ có thể hoạt động một cách cẩn thận. Nhưng dù thế, đại chiến thỉnh thoảng bộc phát vẫn khiến mọi người sợ hết hồn hết vía. Những tin tức đáng sợ lần lượt kéo đến, tất cả đều có liên quan đến Lâm Nhất, không một ngoại lệ. Hắn hoàn toàn trở mặt với ba chiến giới, trong lúc tránh truy sát, hắn cũng đã giết không ít người. Không ít thủ lĩnh của giới vực cấp cao phụ thuộc vào chiến giới chết thê thảm trong tay Lâm Nhất, thậm chí còn có thiên tài của 10 phương chiến giới thua trong tay Lâm Nhất. Mỗi khi có tin tức tương tự lan truyền đều sẽ dẫn tới náo động, khiến nhiều người tò mò mục đích của ba chiến giới khi phải trả giá đắt như thế để giết chết Lâm Nhất. Lâm Nhất lấy được bảo cốt Thương Long trong bảo điện Thương Long, đó là bảo cốt của rồng thật, khiến ba giới tử đều động lòng. Bảo cốt của rồng thật, kinh khủng thế ư, cơ duyên trên tạo hóa thế này có hơi lớn rồi đó. Đây chính là cơ duyên có thể giúp ích một đời. Chẳng trách ba giới tử đều động lòng, làm lớn chuyện lên như thế. E rằng Lâm Nhất không thể ra ngoài rồi. Cuối cùng tin tức vẫn bị lộ, tạo thành sóng to gió lớn trên cao nguyên Hoàng Sa này, không ai cho rằng Lâm Nhất có thể đi ra ngoài. Hai ngày sau, Lâm Nhất và Bùi Tuyết đi tới bộ lạc Ma Lang, đó là một chiến trường cổ hoang vu và rộng lớn. Ngoài bóng dáng của Ma Lang thỉnh thoảng xuất hiện thì không còn bất cứ sinh vật nào khác nữa, hiện tại khu vực này đã là ổ của sói sa mạc Hoàng Sa. Không lâu sau đó, bọn họ đã chính mắt nhìn thấy Ma Lang Hoàng Sa. Hai người hít sâu một hơi, Ma Lang Hoàng Sa quá đáng sợ, bọn chúng cao mấy chục trượng, ngồi xổm dưới đất tựa như một ngọn núi khổng lồ, di chuyển như gió, nhìn từ phía xa giống như một dãy núi đang lao nhanh, khiến cát bụi bay đầy trời. Vừa đi sâu vào chưa bao lâu trong khu vực này, họ đã bị một nhóm Ma Lang Hoàng Sa chặn đường. Đám Ma Lang này có linh tính, đặc biệt là thủ lĩnh của chúng, nó như cảm nhận được hơi thở khiến mình phải kiêng dè từ Lâm Nhất. Hai bên đứng đối diện nhau, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vụt! Lúc hai bên rằng có đến mức đều mất kiên nhẫn, ngựa huyết long nhảy xuống từ trên vai Lâm Nhất, đi về phía thủ lĩnh của Ma Lang Hoàng Sa kia. Nó muốn làm gì? Bùi Tuyết thầm thấy sợ hãi, đồng thời còn rất lo lắng. Sợ con mèo gian trá này gây ra phiền phức, một khi không thể giải quyết, hai bên đại chiến ở đây rất có thể sẽ bị người của ba chiến giới phát hiện. Có lẽ là đang thương lượng. Lâm Nhất rất bình tĩnh, ngựa huyết long nhìn như thích gây chuyện, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin. Đúng như dự đoán, ngựa huyết long nhả ra mấy cái túi trữ vật, lấy ra từng món bảo vật cho thủ lĩnh Ma Lang kia chọn. Thủ lĩnh Ma Lang khi thì cau mày, khi thì gật đầu, chọn được mấy thiên tài địa bảo và yêu đan của những yêu thú khác. Nửa khắc sau, ngựa huyết long trở lại một lần nữa, dẫn Lâm Nhất bình an bước vào trong khu vực của bộ lạc Ma Lang. Cỏ nguyệt hồn. Khi đi tới cạnh một cái hồ, Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, những cỏ nguyệt hồn kia lóe lên ánh trăng màu bạc, rất dễ phân biệt. Mặt hồ yên tĩnh, có mấy con sói già canh giữ cạnh cỏ nguyệt hồn, bọn chúng nhìn Lâm Nhất như đang nhìn kẻ thù. Không hề thả lỏng cảnh giác. Nhưng sau khi nhận được lệnh của thủ lĩnh Ma Lang, bọn chúng vẫn cho họ đi, chấp nhận đến Lâm Nhất và Bùi Tuyết đến gần. Nhiều cỏ nguyệt hồn quả. Bùi Tuyết rung giọng nói, nàng ta ngạc nhiên phát hiện số lượng của cỏ nguyệt hồn còn nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng ta, khoảng hơn 300 cây. Cô có muốn không? Tiểu Hồng nói chúng ta có thể hái 15 cây, ta có thể chia có cô 5 cây, Lâm Nhất nói. Ngươi muốn luyện hóa nhiều thế trong một lượt à? Đừng kích động, cỏ nguyệt hồn này có độc đấy, một lần chỉ luyện hóa nhiều nhất là 3 cây, nhiều hơn cơ thể sẽ nổ tung rồi chết, mạch máu cũng sẽ căng vỡ không ai chịu nổi đâu. Sắc mặt Bùi Tuyết hơi thay đổi, nàng ta nhắc nhở Lâm Nhất. 3 cây à? Lâm Nhất trầm ngâm nói, để xem, nếu không có cách để ta tu luyện ra cổ ấn thái âm hoàn chỉnh, dù nguy hiểm cũng phải liều thôi. Hắn không chần chừ nhổ 3 cây cỏ nguyệt hồn. Cho vào miệng nhai kỹ. Oanh! Vào khoảnh khắc nuốt cỏ nguyệt hồn vào, thân thể Lâm Nhất như sắp nổ tung, máu huyết của hắn phát sáng, xương cốt cũng bị chiếu trong suốt. Trong lỗ chân lông có ánh trăng màu bạc biến thành sương mù, liên tục tuôn ra ngoài, cả cơ thể hắn đều như sắp nổ tung. Bùi Tuyết nói đúng, loại có này có hiệu quả với cổ ấn thái âm,
nhưng cũng có độc tính không nhỏ. Lâm Nhất nuốt ba cây cùng một lúc, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của dược tính, rất dữ dội, nó tung hoành ngang dọc trong người, rất điên cuồng. Lâm Nhất áp chế dược tính, ngưng tụ cổ ấn thái âm, sau lưng có cổ nguyệt khổng lồ chậm rãi dâng lên. Bù! Ánh sáng màu bạc chói mắt lóe lên từ trong cổ nguyệt kia, sau đó có vô số dị tượng cuộn trào mãnh liệt. Quả nhiên có hiệu quả, Lâm Nhất cảm nhận linh hồn của mình như chìm sâu vào trong trăng sáng. Rất giống những gì hắn gặp trong Thái Dương, hắn nhìn thấy rất nhiều dị tượng mà ngày thường không nhìn thấy, rất nhiều thần thụ và vô số thần điểu, thần thú sống trong ánh trăng kia. Nhưng những dị tượng kia đều rất mơ hồ, hắn không thể thấy rõ, cũng không hiểu được. Không đủ không đủ. Lâm Nhất giơ tay, lại hái mấy cây cỏ nguyệt hồn, cho vào miệng nhai. Không lâu sau đó, hắn đã cắn nuốt tới 10 cây cỏ nguyệt hồn, mỗi một tấc da thịt của hắn đều bắt đầu sáng lên, có cảm giác như sắp nứt ra. Thật mạnh quá. Mặt mũi Lâm Nhất vặn vẹo, hắn điều động Thương Long Thánh Thiên Quyết, để những long văn tím vàng trên người bảo vệ mình. Đến giới hạn rồi, người không thể tiếp tục được nữa. Bùi Tuyết hộ pháp bên cạnh hắn, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Không cần phải lo, vẫn chưa đến giới hạn, đã sắp thành công rồi. Lâm Nhất cắn răng kiên trì, hắn tiếp tục nhai nuốt cỏ nguyệt hồn, hết cây này đến cây khác, chỉ trong nháy mắt đã tới hơn 30 cây. Trên ngọn núi phía xa, một đám sói già cũng ngồi không yên, bọn họ đã sợ ngây người rời, thậm chí còn quên mất việc phải ngăn cản. Ngựa Huyết Long nhức nhối, cảm thấy trái tim đang nhỏ máu, nó muốn bầy sói này chịu để yên. Nên phải lấy ra từng món bảo vật đưa cho thủ lĩnh ma lang bên cạnh, cuối cùng nó lấy ra một bầu rượu ngon long tộc. Lúc rượu ngon long tộc mở ra, mùi rượu nồng đậm và linh khí đậm đà lập tức thu hút sự chú ý của bầy ma lang. Bên ngoài cơ thể Lâm Nhất đỏ như máu, ánh trăng hào hùng bao phủ lấy hắn, xương cốt của hắn như sắp gãy lìa. Sắp rồi, sắp rồi. Lâm Nhất khổ sở kiên trì, linh hồn của hắn đắm chìm trong hoàn cảnh nào đó, thăm dò ở nơi sâu trong trăng sáng. Những con thần điểu và thần thụ xuất hiện, hắn vẫn không dừng bước chân, hắn muốn xem thử nơi sâu nhất trong trăng sáng có bao nhiêu dị tượng, hắn muốn tìm thấy chim thần có thể sánh bằng với kim ô. Khi hắn nuốt chừng 100 cây cỏ nguyệt hồn, làn da của hắn hoàn toàn nứt ra, còn rỉ máu. May mà bảo cốt của hắn đã bắt đầu có tác dụng, tản ra từng tia sáng thần văn, trấn áp độc tính của cỏ nguyệt hồn. Không được, người phải dừng lại. Bùi Tuyết thấy hối hận rồi. Nàng không nên cho Lâm Nhất biết, hắn hoàn toàn điên rồi. Không sao. Cơ thể Lâm Nhất quá đau đớn, hắn không thể nói quá nhiều, chỉ có thể trả lời một cách đơn giản. Rắc, 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 rắc. Nhưng không lâu sau đó, cơ thể hắn bắt đầu dần vỡ ra, làn da cũng ngày càng nứt nhiều hơn. Hắn dùng quá nhiều cỏ nguyệt hồn, còn dùng liên tục, bảo cốt Thương Long cũng không kịp trấn áp toàn bộ. Đây là một xu hướng khá tệ. Không lâu sau đó, thân thể sẽ lập tức tan rã. Hồng hộc, vô số ma lang hoàng sa xung quanh hồ cũng vây quanh lại, bọn chúng cũng thấy rất ngạc nhiên. Cổ nguyệt sau lưng Lâm Nhất đã to lớn đến mức đáng sợ, thậm chí còn che khuất cả ánh trăng thật sự trên bầu trời. Phụt, Lâm Nhất ho khan một tiếng, phun ra máu tươi, xương cốt của hắn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, những vết nứt xuất hiện. Tình huống rất tệ, nếu còn tiếp tục kiên trì. Toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ tan tành. Gào. Lâm Nhất quát to một tiếng, hoa tinh ma trong ba khí hải của hắn hừng hực bốc cháy, ảo ảnh của từng đóa hoa tinh ma xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, bao phủ thành thánh huy tràn ra ngoài, áp chế độc tính của cỏ nguyệt hồn, cả cơ thể hắn đều bị tia sáng này bao phủ. Sương mù lượn quanh, thánh huy ngập tràn, khiến người khác không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, đường nét cơ thể trở nên mông lung. Quá siêu phàm. Bùi Tuyết lùi sang một bên, cắn nhẹ môi dưới, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đúng là siêu phàm tuyệt thế, hắn quá mạnh, một khi quật khởi sẽ dẫn đến vô số gió tanh mưa máu. Ở đại thế tên Côn Luân ấy cũng đủ để hắn tỏa sáng, tranh phong với những thiên kiêu thế tử nơi đó. Trừ sử dụng hoa tinh ma ra, Lâm Nhất còn vận chuyển hai đại kiếm quyết, diễn hóa thành dị tượng trên cây thanh tiêu, hoa tử diên nở lấp đầy bầu trời. Hắn đang dùng các loại thủ đoạn để củng cố xác thân của hắn, không đến nỗi tan rã. Dù là vậy, Lâm Nhất cũng rất chật vật, toàn thân chảy máu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng sau ba ngày, Lâm Nhất vẫn chưa chết, hắn kiên trì được. Dưới ánh trăng,
Trong những bóng hoa trùng điệp, Lâm Nhất ngồi khoanh chân dưới đất giống như lợi kiếm phong mang rời vỏ. Thật đáng kinh ngạc, Bùi Tuyết không khép được miệng. Trong ba ngày này, Lâm Nhất vẫn đang cắn nuốt cỏ nguyệt hồn, tuy không khoa trương như trước kia, nhưng tổng số cũng đạt đến hơn 200 cây. Thành công rồi. Lâm Nhất mở hai mắt ra, trong mắt lóe sáng. Rắc. Vầng cổ nguyệt rồi rào ở sau lưng hắn ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô số ánh trăng dịu dàng, giống như những cánh hoa tuyết rơi lên mặt hồ. Soạt. Theo đó lại có ánh trăng tỏa ra, nhiều ma lang nhìn thấy mà vô cùng kinh ngạc. Giữa lòng bàn tay Lâm Nhất lan tỏa ra một vầng cổ nguyệt, sâu trong cổ nguyệt có một con chim phượng hoàng toàn thân tỏa ánh sáng bạc, toát ra khí tức cổ xưa mà cao quý, bế nghễ thiên hạ, lạnh lùng kiêu ngạo. Đó là một con ngân hoàng. Đó là thần điểu cổ đại sống ở sâu trong ánh trăng sánh ngang với kim ô. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, trên người hắn không ngừng có máu chảy ra. Nhưng trong lúc máu chảy, những vết thương đó chậm rãi khép miệng, độc tính của cỏ nguyệt hồn cũng dần dần được ép ra. Cổ ấn thái âm hoàn chỉnh nhất. Trong mắt Lâm Nhất dâng lên niềm vui và sự phấn khởi vô tận, cuối cùng cũng thành công rồi. Ngưng kết ra được cổ ấn thái âm ở cấp bậc thế này đồng nghĩa hắn có thể tu luyện võ học cấp thánh linh nhật nguyệt thần quyền. Thần quyền như kiếm, có thể dễ dàng diễn hóa thành nhật nguyệt thần kiếm. Đến lúc đó, bảo cốt thương long hộ thể, kiếm ý thông thiên gia trì, nhật nguyệt thần kiếm hiển uy, ba con át chủ bài tuyệt thế ở trong tay, trên con đường thông thiên này nơi nào không thể đi. Vầng trăng sáng thật hoàn hảo. Nó nở rộ trong lòng bàn tay Lâm Nhất. Vầng sáng trải rộng chống đỡ cả bầu trời này, bên trong nó có một con thần điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng bạc giống như kim loại. Đó là Ngân Hoàng. Nó cổ xưa mà cao quý, đến nỗi khiến cho vầng trăng tròn ở lòng bàn tay Lâm Nhất trông tràn đầy khí tức thần thánh. Lâm Nhất được ánh sáng bao trùm càng thêm nổi bật, giống như trích tiên dưới ánh trăng, mờ ảo xuất trần. Vào giờ phút này, gương mặt tuấn tú, hoàn hảo vượt trội, kỳ ảo như yêu ma trông càng thêm phóng khoáng. Soạt, ánh trăng chiếu rọi hồ nước bao la, dưới đáy hồ như cũng sinh ra một vầng trăng sáng. Đám sói của bộ lạc ma lang đều kinh ngạc, cơ thể bọn chúng to lớn như núi, con nào con nấy hết sức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Những con sói giả vốn có phê bình kín đáo với Lâm Nhất, vào giờ phút này cũng trở nên cực kỳ thành kính, trong ánh mắt tràn ngập sự kính ngưỡng và thần thánh. Cỏ nguyệt hồn là cỏ thánh của chúng, hồ nước cũng là hồ thánh của chúng. Thánh địa cổ xưa đã nhiều năm không hiển thánh, giờ phút này lại vì một người ngoại tộc mà tỏa sáng lần nữa. Thậm chí ngay cả vầng trăng sáng ngủ say trong hồ thánh cũng tỏa sáng rực rỡ, trông thật phi phàm, tràn đầy sự cổ quái. Lúc này, ánh mắt của thủ lĩnh tộc Hoàng Sát Ma Lang đứng bên cạnh huyết long mã cũng trở nên cực kỳ sâu sắc. Bên bờ hồ thánh, Lâm Nhất chuyển động. Hắn bắt đầu diễn luyện nguyệt diệu thần quyền, hắn đã thuộc lòng môn quyền pháp này từ lâu. Hơn nữa, hắn còn có nền tảng nhật diệu thần quyền, tu luyện cũng rất thuận lợi, sẽ không có bất cứ trở ngại nào, chỉ đợi ngưng kết ra cổ ấn thái âm hoàn hảo là được. Bây giờ, cổ ấn thái âm hoàn hảo đang nằm trong lòng bàn tay Lâm Nhất, tỏa ra ánh sáng hoa lệ trước nay chưa từng có. Tương tự với nhật diệu thần quyền, nguyệt diệu thần quyền cũng chia làm ba dị tượng, chỉ là những dị tượng đó có hơi khác biệt với hạo nhật. Đại nhật diễn hóa từ lúc mọc đến lúc lặn đều có dị tượng hùng vĩ. Nhưng trăng sáng trên cao tròn rồi sẽ khuyết, phải duy trì trăng tròn liên tục mới có thể chống đỡ được vùng đất trời này. Nguyệt mãn hoa hương. Trăng sáng đương tròn, trăm hoa tỏa hương, cảnh đẹp ngày lành nên là như vậy. Đó là dị tượng đầu tiên của nguyệt diệu thần quyền. Lâm Nhất phung quyền, vạn dặm hoa nở, trăng sáng lơ lửng trên không, trăng tròn thuần túy yên tĩnh treo giữa cửu thiên. Mênh mông xa cách, hào hùng rộng lớn. Đó là một vầng trăng bạc đầy thần thánh khiến người ta muốn quỷ bái, không dám khinh nhờn. Phi thiên lãng nguyệt. Lâm Nhất nhảy lên cao, bàn tay trắng như ngọc ở sâu trong ống tay áo như mây, lòng bàn tay kết ấn giữa hư không. Soạt. Giữa bầu trời, ánh trăng sáng tỏ không tì vết xuất hiện thêm hình bóng năm ngón tay, mơ hồ nhìn lại giống như một bàn tay tiên nhân đang xoa nắn vầng trăng ấy. Chính là dị thượng thứ hai của nguyệt diệu thần quyền, phi thiên lãng nguyệt thủ. Bùi Tuyết đứng không xa vẻ mặt nghiêm trọng, nàng ta đang quan sát, phát hiện nguyệt diệu thần quyền của Lâm Nhất và của Vũ Hạo Thiên khác biệt về bản chất. Vũ Hạo Thiên quen dùng ma quang thúc đẩy, mặc dù trông có vẻ uy lực khủng khiếp hơn nhiều, nhưng rõ ràng hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa mà trăng bạc đại diện.
còn Nguyệt Diệu Thần Quyền mà Lâm Nhất triển hiện ra rõ ràng mạnh hơn, tràn đầy thần thánh khiến người ta cảm thấy bao la hùng vĩ từ tận đáy lòng. Hắn đứng ở trước mặt nhưng lại giống như cách một dòng ngân hà, có khoảng cách xa xôi vô tận. Đây là cổ ấn thái âm hoàn hảo đây sao? Bùi Tuyết sáng mắt, mơ hồ đoán được nguyên do trong đó. Quả nhiên Lâm Nhất nói không sai. Phẩm cấp cổ ấn thái âm khác nhau, Nguyệt Diệu Thần Quyền này là một quyền pháp hoàn toàn khác, uy lực phẩm cấp sẽ biến đổi theo nó. Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc, một quyền pháp lại chứa ý nghĩa sâu xa phức tạp như vậy, suýt chút nữa bức chết một siêu phàm tuyệt thế. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả đất trời bỗng nhiên biến sắc, một luồng khí tức đáng sợ như ngày tận thế cuốn qua đất trời. Trong mắt Bùi Tuyết lộ ra vẻ kinh hãi, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng ấy hạ xuống, mang theo khí thế hủy diệt đất trời. Trừ điều đó ra còn có vô số ngôi sao rơi xuống, giống như những quả cầu lửa xẹt qua bầu trời, xé rách bầu trời. Đây là Nguyệt Vẫn Tinh Lạc, dị tượng thứ ba của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nhìn thấy dị tượng đó, cả bộ lạc ma lang đều kinh hãi, những con ma lang sợ hãi nôn nóng, tràn đầy bất an. Tan! Lâm Nhất ở giữa không trung mỉm cười, hắn đưa tay ra, tiếp tục vung lên, lúc này dị tượng bỗng chốc tan biến. Uy lực dồi dào như vậy đương nhiên không thể để nó rơi xuống vùng đất này, nếu không, đám ma lang chắc chắn sẽ liều mạng với mình. Tương tự với Nhật Diệu Thần Quyền, Nguyệt Diệu Thần Quyền này cũng có bí thuật cửu ấn hợp nhất, tên là Vạn Cổ Trường Không. Một mai phong nguyệt, Vạn Cổ Trường Tồn. Lâm Nhất khoác ánh trăng, nhẹ nhàng đáp xuống từ giữa không trung. Nhìn hồ thánh của bộ lạc ma lang ở phía trước, lẩm bẩm. Trong đầu hắn hiện lên nhiều hình ảnh của Nhật Diệu Thần Quyền, Bát Phân Kiến Nhật, Tử Khí Đông Lai, Chiêu Dương Như Hỏa, Nhật Mộ Đồ Viễn, Cửu Dương Diệu Thiên. Nhật và Nguyệt ấn chứng lẫn nhau. Lâm Nhất suy nghĩ nhanh như chớp, trong đầu dâng lên rất nhiều linh cảm. Hắn cảm giác được một loại ý nghĩa sâu xa của võ học tối cao đang dần dần dung hòa, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hóa ra là vậy. Lâm Nhất lộ ra ý cười, trong lòng có giác ngộ. Nhật và Nguyệt hoàn toàn khác nhau, nhưng lại bổ sung lẫn nhau, ấn chứng lẫn nhau. Sau khi đồng thời tu luyện hai quyền pháp, Lâm Nhất phát hiện mình có lĩnh ngộ mới đối với Nhật Diệu Thần Quyền lẫn Nguyệt Diệu Thần Quyền. Bản thân chúng đã đạt đến đỉnh phong đế giả của võ học tạo hóa. Trong cùng cảnh giới, Lâm Nhất dùng Nguyệt Diệu Thần Quyền nghênh địch sẽ không sợ bất cứ võ học tạo hóa cấp đế giả nào. Bù! Trong lòng bàn tay Lâm Nhất hiện ra hai mảnh ngọc giản, đó là ngọc giản của Nhật Diệu Thần Quyền và Nguyệt Diệu Thần Quyền. Trong mắt hắn lóe ra tia sáng, tràn đầy phấn khích và mừng rỡ. Bây giờ hắn vô cùng mong chờ, đợi đến khi hai mảnh ngọc giản dung hòa, rốt cuộc sẽ có võ học thánh linh như thế nào. Lâm Nhất một thân áo xanh đứng ở bên hồ, người khoác ánh trăng. Hắn đứng hồi lâu không động đậy, để mặc tư duy phát tán, không ngừng ấn chứng Nhật Nguyệt trong lòng. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thu hoạch mới, có khí tức thần thánh chảy ra từ trong cơ thể, ngưng kết thành xương, lượn lờ quanh người khiến hắn tràn ngập khí chất trông như tiên linh. Trong nháy mắt, bộ lạc ma lang lại trở nên sốt sắng bất an, có tin xấu truyền đến. Người của chiến giới thần U đã lục soát tới đây, trong lửa giận của chiến tướng Niếp Huyền, nhiều tôi tớ dẫn theo giới vực cấp cao đi khắp nơi tra soát. Bọn họ đang tìm tung tích của Lâm Nhất. Một đội ngũ to lớn cưỡi trên những con ma thú, giống như ma vân ùn ùn kéo đến từ phương xa. Đội hình đó cực kỳ đáng sợ. Bùi Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, mây đen ở phía xa chuyển động, dâng lên khí tức cực kỳ đáng sợ. Nàng ta chợt biến sắc. Đó là tôi tớ của Niếp Huyền. Lúc trước Lâm Nhất bị lộ vị trí, hắn ta đã phái tôi tớ tới đây. Nói là tôi tớ nhưng những người đó ít nhất đều có thực lực sánh ngang với Huyền Lôi Song Kiếm. Trong mắt người ngoài đều là nhân vật như cấm kỵ. Bọn họ được Niếp Huyền cố ý sai phái đến đây, chắc chắn đã lựa chọn kỹ càng, thậm chí còn mạnh hơn cả Huyền Lôi Song Kiếm, hơn nữa số lượng lại đông. Bùi Tuyết cảm ứng kỹ càng một lúc, khẽ nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc mất đi sắc máu. Không tính những yêu thú cấp bá chủ và giới vực cấp cao, tất cả có 7 nhân tài chiến giới. Khí tức bọn họ vô cùng mạnh, còn không hề che giấu. Kết bè kéo phái giết tới đây khiến cho cả bộ lạc ma lang rơi vào khủng hoảng và bất an. Bùi Tuyết càng thấp thỏm hơn, từ khi bị truy sát và mai phục tới nay, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải rắc rối khó dây như vậy. Đội hình lớn thật, đáng tiếc không thấy vị chiến tướng mà cô nói. Bên tai Bùi Tuyết vang lên giọng nói khẽ, nàng ta quay đầu nhìn,
lại là Lâm Nhất không biết đã bừng tỉnh từ trong trạng thái lĩnh ngộ từ lúc nào. Bớt khoác lác, còn không mau chạy đi, đám người đó đều là tôi tớ mà Niếp Huyền lựa chọn, bản thân hắn ta chắc chắn cũng sẽ không ở cách đây quá xa. Khu vực này không thể ở lâu được nữa, Bùi Tuyết lộ vẻ bất an, không quan tâm đến lời Lâm Nhất nói, nàng ta muốn rời đi trước khi bị người khác phát hiện ra. Chạy! Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười, chỉ là ý cười đó ít nhiều hơi lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn vẫn chưa hạ sát thủ với chiến giới. Dù ngày ấy giao đấu với Huyền Lôi Song Kiếm cũng chỉ đánh Mạc Huyền tàn phế, nếu miễn cưỡng giết chết đối phương trước khi tam đại chiến giới kia đến cũng không phải không thể, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy. Bất cứ ân oán nào, chỉ cần không có người chết thì chung quy cũng có cơ hội vãn hồi. Những ngày qua bị truy sát, hắn cũng không hạ sát thủ với người trong chiến giới, từ đầu tới cuối đều giữ lại đường lui. Lâm Nhất cười giễu trong lòng, xem ra không có hiệu quả gì mấy. Ngươi chừa đường lui, người ta lại tưởng ngươi sợ, không những không cho ngươi đường lui mà còn trở nên hung ác hơn. Tam đại chiến giới liên thủ chưa nói, ngay cả yêu nghiệt cấp bậc chiến tướng cũng phái tới đây. Đây là định đuổi tận giết tuyệt, không chừa đường sống. Tưởng Lâm Nhất này là người dễ bắt nạt, mười phương chiến giới thì đã sao, một kiếm chạm là được. Soạt, Bùi Tuyết còn chưa kịp có phản ứng đã cảm thấy cơ thể mình di chuyển. Nàng ta được Lâm Nhất đưa đi. Tiến thẳng về phía trước. Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi, Lâm Nhất đi sai hướng rồi, đây là tự chui đầu vào giỏ. Ngươi định làm gì, Bùi Tuyết nói với giọng run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Không làm gì cả, đưa cô đi giết người. Lâm Nhất nhếch khóe miệng, kim ô cửu biến vận chuyển, dòng khí màu vàng rồi rào bọc lấy Bùi Tuyết lao vọt lên trời. Nửa canh giờ sau, hai người đáp xuống, phía trước bọn họ có một tầng mây đen nhánh cản đường. Đó là một đám ma thú đông nghịt. Ô hô, đây không phải đôi cẩu nam nữ đó sao? Lại tự chui đầu vào lưới. Tầng mây cuồn cuộn, trên lưng ma thú có một giọng nói đùa cợt vang lên, người nói chuyện khoác chiến giáp màu vàng, có địa vị cực cao trong đám người này. Hắn ta là nhân tài của chiến giới thần U, chiến giáp trên người cũng là chiến giáp huyền quang danh tiếng lẫy lừng, trong thần U giới chỉ có người lập được chiến công mới có tư cách sở hữu. Người đang nói ai? Bùi Tuyết nổi giận, gương mặt xinh đẹp tái mét. Ha ha, một ma đầu thiếu niên tâm địa độc ác, giết người như ngoé, một yêu nữ mê hoặc lòng người, dụ dỗ người khác, nói hai ngươi là cẩu nam nữ không còn gì thích hợp hơn, một người trẻ tuổi mặc áo xám ở bên cạnh thanh niên mặc giáp vàng lên tiếng. Hắn ta có gương mặt tuấn tú, tóc dài tung bay, đứng trong tầng mây nhìn chằm chằm Bùi Tuyết, lạnh lùng nói. Đám tôi tớ của chiến giới thần U đừng có khinh người quá đáng. Đợi ra khỏi con đường thông thiên đến đại thế, các ngươi sẽ phải chịu sự trả thù, Bùi Tuyết lạnh giọng nói. Thú vị! Thanh niên áo xám cười mỉa, chưa nói tới các ngươi không thể nào chạy thoát khỏi khu vực này, cho dù có thoát được thật, chẳng lẽ chiến giới thần U bọn ta không có nội tình ở đại thế hay sao? Hai người các ngươi một người giấu quả thần huyết, một người có bảo cốt chân long, tam đại chiến giới liên thủ mà còn mong sống sót rời đi, không biết có phải đầu óc bị lừa đá hay không? Hãy ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin, có lẽ còn có một cơ hội sống. Trong tầng mây lại có người khinh thường nói. Thanh niên áo xám nhìn chằm chằm Bùi Tuyết từ trên cao, lộ ra nụ cười dâm tà, khẽ giọng nói, nghe nói tộc các cô có rất nhiều cách hầu hạ người khác, nếu ngoan ngoãn đi theo ta. Có lẽ ta có thể nói vài câu với chiến tướng đại nhân, giữ cho cô một mạng. Cút! Bùi Tuyết thức đến run rẩy cả người, nghiến răng quát giận. Ha! 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 Trong tầng mây lập tức vang lên những tiếng cười xuồng xã, những ánh mắt không kiêng dè, không hề sợ hãi, hoàn toàn không để Lâm Nhất và Bùi Tuyết vào mắt. Chỉ là hai con kiến mà thôi, đối phó giới vực cấp cao có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng trong mắt chiến giới bọn họ thì không đáng nhắc tới, kiến vẫn chỉ là kiến, chẳng qua hơi to mà thôi. Chiến giới thần U ở đây, còn không quỳ xuống xin tha. Trong tầng mây... Thanh niên giáp vàng có bộ dạng thủ lĩnh quát giận bằng giọng vô cùng uy nghiêm, chấn động tám hướng, vang vọng trời xanh. Giọng nói đó đinh tai nhức óc, không ngừng vang vọng giữa đất trời, trong nháy mắt đã truyền sang nghìn dặm. Hắn ta đang uy hiếp Lâm Nhất, cũng là nhân đó thông báo cho Niếp Huyền, đã tìm thấy người cần tìm. Cô muốn giết ai? Lâm Nhất rời mắt khỏi ma vân phía xa, nhỏ giọng hỏi bên tai Bùi Tuyết. Đều đáng giết. Bùi Tuyết tức giận, bất giác nói. Nhưng nói xong lại có chút hối hận.
Không ngờ Lâm Nhất lại gật đầu, lộ ra ý cười, trong mắt có tia sáng sắc bén thản đãng không kiêng dè. Hắn khẽ giọng nói, không sai, quả thật tất cả đều đáng giết. Vậy thì không trừ lại một ai. Hắn đã động sát tâm, muốn khiến máu của người trong chiến giới vãi khắp bầu trời. Lâm Nhất rất phô trương, không hề che giấu sát ý của mình. Ở phía trên tầng mây, đám người cao cao tại thượng kia cũng nghe thấy, sau đó có tiếng cười khẩy và khinh thường vang lên giữa không trung. Thanh niên áo xám cười xấu xa muốn bắt Bùi Tuyết hầu hạ mình trước đó lạnh lùng nói, giết chúng ta. Còn không chừa một kẻ nào. Hừ, thứ không biết sống chết, đợi lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, ngươi sẽ được biết thủ đoạn của chiến giới thần U ta thôi. Thanh niên mặc giáp vàng uy nghiêm, tỏ vẻ khinh thường, thản nhiên lên tiếng, mới thắng được hai tên quân tôm tiểu tướng đã tưởng mình vô địch à. Lát nữa giới tử của chiến giới thiên càn đến, cho ngươi một bạt tai ngay trước mặt hắn ta nghĩ vẻ mặt của hắn ta sẽ đặc sắc lắm. Ăn nói thật hùng hồn, ta nghĩ các ngươi nên lo mà trốn trước đi, có lẽ còn có được vài người sống, Lâm Nhất lạnh lùng nhìn đám người trong tầng mây. Sâu kiến, câm miệng. Trên bầu trời, thanh niên giáp vàng nổi giận, hắn ta hét lên một tiếng như sấm đánh giữa trời mây. Ầm, mây mù dày đặc trên bầu trời bị phá vỡ, ngay khi tầng mây rách ra, một bầy ma thú đông nghịt xuất hiện. Trên mỗi con ma thú đều có một người đang ngồi, kẻ cầm đầu chính là bảy tên thuộc hạ của thú vương Niếp Huyền đến từ chiến giới thần U. Tất cả bọn họ đều có phong thái hiên ngang, khí chất bất phàm, trên người quanh quẩn khí tức mạnh mẽ. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép khinh nhờn sự uy nghiêm của chiến giới. Đồ sâu kiến, người đã phạm phải tội chết tày trời, thanh niên áo xám bên cạnh thanh niên giáp vàng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt có ánh sáng lạnh phun trào. Sâu kiến, ta thấy ngươi mới là sâu kiến đấy, có điều là bay cao hơn thôi, có lẽ ngay cả sâu kiến cũng không bằng nữa, Lâm Nhất nhếch mép cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Thanh niên áo xám lập tức nổi giận, sát ý trong mắt tăng vọt. Phù văn trong bốn vùng khí hải chuyển động, tỏa sáng rực rỡ. Lâm Nhất lĩnh ngộ ý chí nhật nguyệt, tầm nhìn phóng đại, cũng đã nhìn thấy rõ phù văn trong vùng khí hải của những nhân tài kiệt xuất chiến giới này. Trên thực tế chúng là linh văn được vẽ bằng bí thuật, sau đó rèn luyện bằng địa bảo thiên tài lâu ngày, có tác dụng dưỡng khí hải. Tuy rằng nó hoàn toàn không thể so sánh với hoa tinh ma trong cơ thể Lâm Nhất, nhưng vẫn có ưu thế cực lớn so với các nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia. Bất cứ kẻ nào cũng không được phép khinh nhờn sự uy nghiêm của chiến giới, kẻ nào dám, giết không tha. Thanh niên giáp vàng lạnh lùng nói với vẻ mặt không cảm xúc, Thác Hải, người đi giết hắn đi. Thanh niên áo xám được gọi là Thác Hải vuốt nằm đáp, rõ. Vẻ giận dữ trong mắt hắn ta biến mất, quay trở lại bình tĩnh, chỉ còn sát ý và ánh sáng lạnh không ngừng phun trào. Khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Tuyết khẽ biến sắc, trong lòng sợ hãi. Nhiều nhân tài kiệt xuất chiến giới như vậy, còn có bảy yêu thú kia, hoàn toàn không nên cậy mạnh nghênh địch trực diện. Đừng bốc đồng, đi nhanh lên, nếu ngươi vẫn không chịu đi, tên thú vương Niếp Huyền kia sẽ đến thật đấy, nàng ta đứng bên cạnh Lâm Nhất nói nhỏ. Đi được à, một con kiến thôi, ngươi hãy ngoan ngoãn đợi đó cho ta. Thanh niên áo xám lao tới, tốc độ của hắn ta rất nhanh, trên người phát ra ánh sáng đen đáng sợ. Đó là u ảnh được ngưng tụ từ hàn quang, vô cùng khủng khiếp, không khí ở những nơi nó đi qua đều đóng băng rồi vỡ vụn, bay thẳng đi như những ngôi sao lạnh lẽo. Những ngôi sao này đều ẩn chứa năng lượng cô đọng vô hạn, có thể nổ tung làm nhân tài kiệt xuất cùng cảnh giới bị thương bất cứ lúc nào. Công pháp này có tên là Vạn Tinh Quyết, chính là chiêu sát thủ đã giúp chiến giới thần U tung hoành trên con đường thông thiên. Quỳ xuống, thanh niên áo xám hét lên một tiếng. Hắn ta lao tới trên đầu Lâm Nhất, sau đó vung tay lên, vô số ngôi sao tập hợp vào trong lòng bàn tay hắn ta, cấu thành một ấn ký cổ xưa. Trên bầu trời, thanh niên giáp vàng và lũ đồng bọn đều nở một nụ cười khinh thường trên khóe môi. Thác Hải thi triển bí thuật của chiến giới thần U, thuật toái tinh, dùng Vạn Tinh Quyết thôi động có thể khiến yêu thú vương giả cũng phải cúi đầu. Đồ sâu kiến này chưa từng gặp loại bí thuật kiểu này, dám để Thác Hải xuất hiện trên đầu mình. Giờ thì hắn có muốn chạy cũng không được. Ngoài cách quỳ xuống xin tha thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Họ thậm chí còn đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Nhất bị Thác Hải đấm vỡ chân nguyên hộ thể bằng một chưởng, đè đầu quỳ xuống đất không thể đứng dậy. Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng đây chính là kết cục khi dám nhục nhã chiến giới thần U. Soạt! Nhưng lúc này,
Trên người Lâm Nhất đột nhiên hiện lên ánh trăng bạc sáng ngời, vô số tia sáng phát ra từ trong cơ thể hắn. Thanh niên áo xám lơ lửng trên đầu Lâm Nhất lập tức bị ánh trăng bao trùm, hắn ta như kẻ phàm trần rơi xuống nước, mặt đỏ bừng vì nín thở. Hắn ta vô cùng kinh hãi phát hiện khí thế của mình đã bị áp chế, hoàn toàn không thể thi triển ý chí võ học. Hắn ta chìm vào một dị tượng đáng sợ, nó rộng lớn mênh mông, sâu thẳm vô tận. Rõ ràng Lâm Nhất đang ở ngay trước mắt nhưng lại mang đến cho hắn ta cảm giác như cách xa một dải ngân hà. Nguyệt mãn hoa hương. Hai tay Lâm Nhất kết ấn, ngay khi ấn ký xuất hiện, hắn đột nhiên xòe hai tay ra, tay áo nhẹ nhàng tựa mây. Xoạt. Trăng tròn vành vạnh, trăm hoa ngát hương, ngày lành cảnh đẹp là như thế này. Một vầng trăng cổ dâng lên từ phía sau lưng Lâm Nhất, ánh trăng bạc bỗng chốc che phủ khắp bầu trời, vô số bông hoa tử diên dốc lòng bay múa, tỏa hương thơm ngát. Khi dị tượng này xuất hiện, thanh niên áo xám lơ lửng trên không trung như bị một bàn tay khổng lồ đè xuống. Phịch một tiếng, hắn ta quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất. Bịch! Hai đầu gối chạm đất phát ra tiếng bịch, đã gãy xương, Thác Hải la hét vô cùng thảm thiết. Chuyện này, sao có thể xảy ra? Thanh niên mặc giáp vàng và cả đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao đều choáng váng, ai cũng la thất thanh. Ở trong mắt họ, Thác Hải vừa mới thi triển thần uy đột nhiên quỳ gối trước mặt Lâm Nhất. Mọi thứ đảo ngược quá nhanh, thậm chí họ còn không kịp phản ứng. Đây không phải yêu nghiệt chiến giới cao cao tại thượng sao, vừa rồi còn đòi giết ta, sao bây giờ đã quỳ gối trước mặt ta rồi? Ngươi là nhân tài kiệt xuất chiến giới cao quý cơ mà, ta không nhận được đâu, Lâm Nhất cười nhếch mép chế nhạo đối phương. Thằng hạ giới đê tiện, có gan thì giết ta xem. Thanh niên áo xám uất ức, dù có làm thế nào hắn ta cũng không thể đứng lên, trong lòng dâng lên đôi chút tuyệt vọng. Thác Hải nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất bằng ánh mắt hung tợn. Với thân phận là nhân tài kiệt xuất của chiến giới thần U, hắn ta không tin đối phương sẽ thật sự dám giết mình. Nhưng vừa dứt lời, người hắn ta đã bay lên cao, một tia trưởng mang in lên trên ngực hắn ta. Trong lòng bàn tay kia hiện lên cổ ấn thái âm, phượng hoàng bạc bay lượn trong cổ ấn, toát ra khí tức cổ xưa và cao quý. Không! Thanh niên áo xám lập tức kinh hoàng, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, hắn ta cảm nhận được tử vong đang đến gần. Bùm! Hắn ta bị cổ ấn thái âm hoàn mỹ đánh trúng, vừa định lên tiếng thì người đã nổ tung, cơ thể chia năm xẻ bảy trên không trung, chết ngay tại chỗ. Giữa không trung có năm phù văn dính máu phóng thẳng lên trời, chớp mắt đã vượt qua đám người thanh niên mặc giáp vàng, nổ ầm ầm trên chỗ cao nhất của bầu trời, biến thành xương máu dày đặc mãi không tan biến. Phù văn in dấu trên trời, trông cực kỳ nổi bật, dù cách xa vô tận vẫn có thể nhìn thấy rõ. Làn xương máu kia sáng ngời như pháo hoa, cực kỳ chói mắt. Thác Hải. Đám thanh niên mặc giáp vàng vô cùng kinh hãi. Thác Hải đã chết, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ xảy ra trong tích tắc. Đám người thanh niên giáp vàng trên trời lập tức đỏ mắt, không ngờ nhân tài kiệt xuất của chiến giới lại chết. Họ là cấm kỵ, xưa nay luôn cao cao tại thượng, mọi người phải ngước nhìn, đến nay chưa từng có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới chết ở con đường thông thiên. Chẳng có một ai cả. Kể cả Huyền Lôi Song Kiếm chịu nhục nhã trong tay Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng sống sót nhờ đạo giáp. Bây giờ Thác Hải lại chết ngay trước mặt họ, chết không toàn thây, chết trong nháy mắt. Giết hắn! Giết hắn! Giết! 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 Trong lúc nhất thời, tiếng kêu giết vang vọng khắp nơi, trên trời bùng nổ sát ý vô tận khiến vạn vật sinh linh cũng phải run rẩy. Ồn quá đi! Lâm Nhất bị ồn ào làm mất kiên nhẫn, hắn khịt mũi một tiếng, sắc mặt lạnh lẽo. Đột nhiên bay lên không trung. Phi Thiên Lãm Nguyệt Thủ. Khi hắn đứng lơ lửng trên không trung tung một trường, bàn tay tựa ngọc thò ra từ trong ống tay áo, mười ngón tay linh hoạt kết ấn. Xoạt. Vầng trăng cổ vĩ đại kia xuất hiện 10 cái bóng ngón tay, trông như có một bàn tay đang vuốt ve muốn nắm mặt trăng vào trong lòng bàn tay. Và khi trường này của Lâm Nhất đập xuống, một bàn tay khổng lồ kéo theo ánh trăng bạc che khuất bầu trời, nặng nề hạ xuống. Phụt. Đám người đang ngồi trên lưng ma thú kêu giết kia lập tức chết hơn một nửa, từng quả cầu máu lần lượt nổ tung trên bầu trời, khói tản ra dày đặc, còn bầy ma thú đông nghịt đều chết hết. Thật đáng sợ. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự đáng sợ của chiêu thức này, Lâm Nhất luyện hóa tạo hóa, hấp thu 100 cây cỏ nguyệt hồn, làm cho nguyệt diệu thần quyền trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Hắn dùng nhật nguyệt kiểm chứng lẫn nhau,
càng giúp cho uy lực của quyền pháp này tăng vọt, đến khi ra tay giết người cũng thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của Lâm Nhất. Ra vậy, tia sáng thoáng vụt qua trong mắt Lâm Nhất, ý tưởng mới nảy lên trong đầu, hắn đang lĩnh ngộ được điều mới trong lúc chiến đấu. Nhật Nguyệt Thần Quyền không phải hai loại quyền pháp khác biệt nhau, chúng đang bù đắp cho nhau. Khi nào cả hai dung hợp triệt để sẽ có một cánh cửa mới mở ra với hắn. Nguyệt Diệu Thần Quyền mà hắn hiện đang thi triển đã vượt quá cấp bậc vốn có của nó. Bởi hiểu được đại khái về võ học cấp thánh linh, hắn đã vượt qua tạo hóa. Trời ạ! Ánh mắt Bùi Tuyết chợt lóe, nàng ta há hốc mồm, hết sức ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây, nàng ta mơ hồ đoán được gì đó, bỗng chốc hoảng sợ với suy nghĩ của mình, chẳng lẽ hắn đã nắm giữ võ học cấp thánh linh? Điều này không thể nào. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giải thích rằng nhất định là thế. Hắn chắc chắn có lá bài tẩy, không thì hoàn toàn không cần phải liều mạng luyện hóa nhiều cỏ nguyệt hồn như vậy. Đó là đang liều mạng. Chỉ vì Nguyệt Diệu Thần Quyền thôi thì chẳng đáng chút nào. Trên trời vẫn còn có người đang kêu rên, là đồng đội của thanh niên mặc giáp vàng. Họ là nhân tài kiệt xuất của 10 phương chiến giới, chúng chiêu này chỉ bị thương nặng, vẫn chưa chết, còn một hơi cuối cùng để kéo dài hơi tàn. Họ ra sức thôi động bí thuật, uống linh dược, triệu hồi bảo giáp, họ không muốn chết. Bùm! Nhưng trong chốc lát, Lâm Nhất lại đưa tay tung một chưởng đầy vô tình và lạnh lùng. Không! Người dừng tay, mau dừng tay lại, thấy cổ ấn Nguyệt Diệu không ngừng phóng đại, thanh niên mặc giáp vàng lập tức hét toáng lên. Phụt! Nhưng không còn cách nào khác, hắn ta không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng này hạ xuống, mang theo dự uy của phi thiên lãm nguyệt đánh chết tất cả những kẻ đang thoi thóp. Bùm, bùm, bùm! Họ đã chết nhưng người vẫn không ngừng phát ra tiếng nổ vang dội, phát sáng như pháo hoa. Chết một cách khá thê thảm giống với thanh niên áo xám trước đó. Ngay cả hét cũng không kịp lên tiếng đã biến thành bụi bặm, phù văn còn sót lại trong vùng khí hải tỏa huyết quang phóng thẳng lên trời. Quá nhanh! Tất cả mọi thứ đều quá nhanh! Ai có thể ngờ được, khi Lâm Nhất thật sự có ý định giết người, những người như họ ở trước mặt Lâm Nhất thi triển Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nói đúng ra là Nguyệt Diệu Thần Quyền vừa chạm đến mức độ võ học cấp thánh linh, thì đến cả con chốt thí cũng không được tính, bị chém như gà đất chó sành. Hôm nay đã định sẵn sẽ máu tung tóe khắp bầu trời, chiến giới thần U không ngừng than khóc. Kim quang nổi lên. Thủ lĩnh của đám người này, kẻ còn sót lại là thanh niên mặc giáp vàng hét lớn, trên người hắn ta phát ra ánh sáng tối tăm và ánh lửa. Hắn ta bay lên không trung, lao về phía Lâm Nhất. Hắn ta thi triển chiêu thức cuối cùng của mình, đôi mắt đỏ như máu, hắn ta muốn đồng quy vu tận với đối phương. Lâm Nhất đã tung chiêu hai lần. Mặc dù hắn ta bị thương không nhẹ nhưng vẫn cho rằng còn cơ hội đồng quy vu tận với đối phương, ít nhất thì hắn ta nghĩ vậy. Đáng tiếc, hắn ta đã nghĩ nhiều rồi. Lâm Nhất quá mạnh, đã thế còn không cho hắn ta bất kỳ cơ hội này, lập tức thi triển thức cuối cùng của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nhất chiêu phong nguyệt, vạn cổ trường tồn. Quyền này không chỉ ẩn chứa áo nghĩa của cổ ấn Thái Âm, còn chứa đựng uy lực của Nhật Diệu Thần Quyền. Còn có hai đại kiếm quyết thi triển cùng lúc và kiếm ý thông thiên âm thầm hỗ trợ. Nó tập hợp mọi hiểu biết của Lâm Nhất về võ học cấp thánh linh, đã chạm đến mặt ngoài của võ học thánh linh. Chỉ mới là mặt ngoài nhưng nó đã mạnh đến mức thái quá, bởi vì nó là võ học cấp thánh linh. Thần thánh có linh, vô địch thông thiên. Thanh niên mặc giáp vàng vừa bước một bước, thậm chí còn chưa đặt chân xuống đất đã bị một quyền này đấm chết tại chỗ. Hắn ta quá thê thảm. Thê thảm hơn cả những đồng đội của mình trước đó. Hắn ta đã tuyệt vọng đến mức muốn đồng quy vu tận với đối phương, kết quả lại phát hiện ra mình còn chẳng có cơ hội bước chân. Bùm! Pháo hoa sán lạn, tử vong vô tình. Dưới ánh trăng, Lâm Nhất trong bộ quần áo xanh phát sáng ánh bạc. Hắn nhìn về phía trước, ở cuối tầm nhìn, sinh linh tận diệt. Tất cả thuộc hạ đều chết sạch, không chừa một tên. Quá thê thảm! Đây là một sự kiện hệ trọng xưa nay chưa từng có, cả cao nguyên Hoàng Sa đều trở nên hỗn loạn, dấy lên sóng to gió lớn. Khi thanh niên áo xám bị Lâm Nhất giết chết đầu tiên đã gây chấn động cho cả hoang nguyên. Sau khi chết, những phù văn phác họa từ linh văn được nuôi dưỡng trong vùng khí hải của hắn ta bị nhuộm thành một màu máu, phóng lên màn trời cao nhất của không gian này. Đó là cảnh tượng cực kỳ kinh khủng, bốn phù văn dính máu bay vút lên trời, nở rộ ở nơi cao nhất trên bầu trời. Biến thành làn sương máu lượn lờ mãi không tan biến. Phù văn khắc sâu trên trời, trông cực kỳ bắt mắt, nhìn từ xa vẫn có thể thấy rõ.
Nó tự ngôi sao có màu của máu, dù đang ở đâu trong cao nguyên hoàng sa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Điều này rất đáng sợ, mặc dù cao nguyên hoàng sa có điều kiện khắc nghiệt cũng chưa từng xuất hiện dị tượng này, nó lập tức khơi dậy lòng tò mò của mọi người. Đây là thứ gì thế? Chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Đây không phải bí thuật của chiến giới thần U sao? Những phù văn này phải ở trong cơ thể họ mới đúng, sao lại phá thể ra ngoài chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người quen biết chiến giới thần U nhận ra phù văn đó. Trời ơi, lẽ nào chiến giới thần U có người chết? Chắc là vậy rồi, nếu không phải chết thì những phù văn này không thể phá thể ra ngoài được. Đây chính là bí thuật của chiến giới bọn họ đấy. Điều này, đáng sợ thế nhỉ, chiến giới thần U mà có người chết ư? Chẳng mấy chốc mọi người đã có suy đoán, ai nấy cũng hãi hùng. Tại nơi cách bộ lạc Ma Lang khoảng mấy trăm dặm, Niếp Huyền, một trong bốn chiến tướng của chiến giới thần U, đang nhanh chóng chạy tới. Hắn ta đã nhận được tin thuộc hạ mình phát hiện Lâm Nhất, mặt mày hắn ta trông cực kỳ dữ tợn. Lâm Nhất là một miếng thịt mỡ lớn. Hắn có bảo cốt thương long, còn dẫn theo Bùi Tuyết đang giữ quả thần huyết, một khi bắt được hắn sẽ là công lao rất lớn. Hắn ta đã có thể tưởng tượng ra giới tử sẽ phấn khích như thế nào sau khi mình bắt được Lâm Nhất. Trên mặt Niếp Huyền hiện lên ý cười dữ tợn, ánh mắt dần trở nên kích động, nhưng bỗng nhiên. Hắn ta ngẩng đầu lên thì thấy xương máu phủ kín bầu trời, phù văn dính máu giữa làn xương máu kia bắt mắt đến mức khiến người ta giận sôi. Nụ cười trên mặt hắn ta lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Không ngờ chiến giới thần U lại có người chết, chuyện này sao có thể xảy ra? Họ là cấm kỵ, là biểu tượng của sự vô địch trên con đường thông thiên này. Không ai dám trêu chọc họ, đến nay vẫn chưa có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới bỏ mạng ở con đường thông thiên cả. Bùm, ầm ầm. Nhưng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện dư chấn vô cùng mạnh, khí tức đáng sợ truyền tới từ phía xa khiến mặt đất nơi hắn ta đang đứng cũng chấn động. Xoạt. Bỗng chốc, một phù văn dính máu bay lên không trung rồi nở rộ như pháo hoa, máu tươi đỏ chót tựa sao trời, dính chặt trên trời trông rất đẹp mắt. Trong mắt Niếp Huyền lập tức xuất hiện vẻ tuyệt vọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại chết, chiến giới thần U lại có người chết nữa rồi, hơn nữa còn là chết liên tục. Hắn ta há hốc mồm, cổ họng khổ khốc, không nói nên lời, đây là chuyện hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Không sao, Dương Tuyền vẫn còn sống. Hắn ta có chiến giáp huyền quang, thực lực mạnh nhất, phù văn in trong vùng khí hải gần bằng thánh phẩm. Có hắn ta... Dù Lâm Nhất có hung tàn thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết, Niếp Huyền thầm tự an ủi mình. Bùm! Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, một tiếng nổ dữ dội vang lên, một khí tức đáng sợ đánh tới từ cách đó mấy trăm dặm khiến mặt đất nứt toạc ra, tiếng nổ vang vọng không dứt trong không khí, khí tức làm người ta sợ hãi mãi không biến mất. Dương Tuyền cũng đã chết. Sau khi hắn ta chết, phù văn bay lên trời càng thêm sáng chói. Gần như thiêu đốt thành ngọn lửa máu chiếu rọi huyết quang khắp cả vùng trời kia. Không! Niếp Huyền hét toáng lên như tan nát cõi lòng, mắt đỏ ngầu như máu, bắn ra sát ý vô cùng đáng sợ. Chết hết rồi, thuộc hạ của hắn ta đều đã chết trong tay Lâm Nhất, không còn một ai cả. Chiến giới thần U chưa từng có ai ngã xuống, có ai lại ngờ một khi bắt đầu sẽ gặp phải tổn thất lớn như vậy. Cao nguyên hoàng sa hoàn toàn chấn động. Vô số người ngước nhìn về phía vùng trời nhuộm đỏ một màu máu kia. Đó là hình ảnh rất sặc sỡ, máu tươi như xương quanh quẩn không tan biến, phát sáng thật lâu tựa như pháo hoa vĩnh hằng. Sau khi trải qua cơn kinh hoàng ban đầu, tất cả mọi người đều im lặng, cao nguyên hoàng sa yên tĩnh đến đáng sợ. Là ai đã giết họ? Mọi người gần như đoán được chỉ trong nháy mắt, chẳng qua họ không dám tin, không cách nào bình tĩnh được. Trong lúc này cao nguyên hoàng sa đã trở nên hỗn loạn. Ba chiến giới liên minh lùng bắt Lâm Nhất, tin tức hắn đang giữ bảo cốt thương long nhanh chóng lan truyền. Cũng từng có người nhìn thấy hắn từ xa, hắn đang tàn sát mọi người, rất nhiều giới vực cấp cao phụ thuộc chiến giới đều bị hắn giết một cách cực kỳ thê thảm. Chẳng ai ngờ khi gặp nhân tài kiệt xuất 10 phương chiến giới chân chính, Lâm Nhất cũng không do dự chút nào. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là hắn lại làm được. 10 phương chiến giới là thần thoại bất bại ở con đường thông thiên. Là sự cấm kỵ không ai dám trêu vào, là truyền thuyết ngự trị vạn giới. Nhưng giờ đây thần thoại sụp đổ, cấm kỵ không còn, truyền thuyết tiêu tan. Bộ lạc Ma Lang, vùng đất nơi nhân tài kiệt xuất chiến giới bỏ mạng.
Lâm Nhất mặc quần áo xanh, khoác ánh trăng trên mình, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Bùi Tuyết sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi trông Lâm Nhất như tiên dáng trần vậy, có phong thái vô địch khiến nàng ta hoa cả mắt. Giờ phút này, trong đầu nàng ta nghĩ đến rất nhiều thứ, trái tim khẽ run rẩy. Lâm Nhất bước lại gần nàng ta, cười bảo, như cô mong muốn, không chừa một tên. Bùi Tuyết im lặng không đáp, nàng ta nhìn cảnh tượng trước mắt, run rẩy nói, họ nói phải, người đúng là ma quỷ, thiếu niên ma quỷ. Vậy cô cũng là yêu nữ quyến rũ người khác ở khắp nơi sao? Lâm Nhất không để bụng, cười khẽ đáp. Bùi Tuyết lập tức dỗi, người đừng nói bừa, ta chưa làm mấy chuyện này bao giờ. Đi thôi, nếu cô không đi nữa là Niếp Huyền sẽ đến đấy. Mặc dù ta không sợ, nhưng bị bám theo cũng không tốt lắm. Lâm Nhất cảm giác được ở phía xa có một khí tức kinh khủng mang theo sát ý và lửa giận ngút trời, đang điên cuồng tiến lại gần với tốc độ vô cùng nhanh. Bùi Tuyết nghiêm mặt, gật đầu trả lời, hắn ta là một trong bốn chiến tướng của thần U, không nên coi thường. Có điều ngươi không lấy những bảo vật này sao? Đám nhân tài kiệt xuất giới vực cấp cao kia thì cũng thôi, nhưng mấy người này đều là nhân tài kiệt xuất của chiến giới, họ đã vơ vé hết tất cả đồ tốt và bảo vật ở con đường thông thiên, nhưng... Nói đoạn, Bùi Tuyết không thể nói tiếp nữa. Nàng ta nhìn thấy con mèo tặc kia đang ôm một đống túi chữ vật, cười vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc nó ra tay khi nào, ngay cả nàng ta cũng không phát hiện, quá nhanh. Đi thôi. Lâm Nhất thi triển kim ô cửu biến, hóa thành tia sáng vàng dẫn theo Bùi Tuyết bay lên trời. Trong lòng Bùi Tuyết có rất nhiều thắc mắc, trên đường đi nàng ta vẫn không nhịn được mà hỏi, cái ngươi thi triển là Nguyệt Diệu Thần Quyền phải không? Nàng ta đã từng thấy Nguyệt Diệu Thần Quyền, đó là do Vũ Hạo Thiên thi triển. Đối phương dùng vô tướng ma quyết thôi động, loại quyền pháp đó cực kỳ đáng sợ, áp đảo mấy kẻ đứng đầu bảng Thương Long một cách dễ dàng. Cùng là võ học tạo hóa cấp đế giả, rõ ràng Nguyệt Diệu Thần Quyền có điểm vượt trội hơn, kết hợp với vô tướng ma quyết của hắn ta càng khiến người ta e dè. Nhưng với Lâm Nhất, Nguyệt Diệu Thần Quyền mà hắn thi triển vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cùng là quyền pháp. Nhưng uy lực rất khác nhau. Nàng ta nghĩ đến rất nhiều thứ, Lâm Nhất không ngại mạo hiểm, liều mạng hấp thu hơn 100 cây cỏ nguyệt hồn không chỉ đơn giản để tu luyện Nguyệt Diệu Thần Quyền thôi đâu. Dù sao hắn đã nắm giữ Nhật Diệu Thần Quyền, cấp bậc của Nhật Diệu Thần Quyền ngang ngửa với Nguyệt Diệu Thần Quyền. Cũng không hẳn. Lâm Nhất trả lời qua loa, không nói kỹ lắm. Nói phải, cái hắn thi triển đúng thật là Nguyệt Diệu Thần Quyền, tâm pháp chiêu thức và dị tượng đều là của Nguyệt Diệu Thần Quyền. Nói không phải, đó là vì nó đã kết hợp với Nhật Diệu Thần Quyền, luyện hóa tạo hóa, thu được rất nhiều cảm ngộ hoàn toàn mới. Một cánh cổng võ học đứng trên tạo hóa rộng mở với hắn, hắn đã có thể nhìn thấu qua khe cửa ấy, nhìn thấy ánh sáng thuộc về võ học thánh linh. Sau khi Nguyệt Diệu Thần Quyền ngưng kết ra cổ ấn Thái Âm Hoàn Mỹ, nó đã kết hợp với Nhật Diệu Thần Quyền chạm đến mặt ngoài của võ học thánh linh. Nói đúng ra thì cũng không hẳn là chạm đến mặt ngoài. Ánh sáng chiếu xuyên qua cánh cổng kia tựa như chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng bay bổng trước mặt hắn, nhưng nếu đưa tay bắt lấy, trong 10 lần sẽ có 9 lần tuột khỏi tay, không thể cầm lấy nó một cách chân chính. Chỉ khi nào dùng mọi cách thi triển tất cả át chủ bài như kiếm ý thông thiên và bảo cốt thương long, mới có thể cố hết sức bắt lấy nó. Vô cùng tốn sức, vô cùng khó chịu. Nhưng một khi bắt được nó, uy lực mà Nguyệt Diệu Thần Quyền thi triển sẽ đạt tới mức độ khiến bản thân Lâm Nhất cũng phải sợ hãi. Võ học thánh linh. Bùi Tuyết dò hỏi, đây là suy đoán ở sâu dưới đáy lòng nàng ta. Nàng ta không dám khẳng định, thậm chí cảm thấy rất không có khả năng. Võ học cấp thánh linh cao hơn tạo hóa, đối với người khác, dù có một loại võ học cấp thánh linh đặt ở trước mặt, với cảnh giới thiên phách cũng chưa chắc có thể tu luyện được gì, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến căn cơ của mình. Đó là cơ duyên mà thiên phách khó có thể chạm tới, cũng tương tự như kiếm ý thông thiên, thậm chí còn khó khăn hơn. Cứ cho là vậy đi. Lâm Nhất cũng không che giấu. Không thể nào, dù ngươi có siêu phàm đến đâu thì cũng không thể chạm đến mặt ngoài của thánh linh được. Bùi Tuyết lập tức khiếp sợ nói. Lâm Nhất lặng lẽ cười một tiếng, không phản bác. Mặt ngoài. Bây giờ hắn đã chạm đến rồi. Yêu cầu của hắn không thấp vậy đâu, đợi đến khi nhật nguyệt xung hợp, hắn không chỉ muốn chạm tới mặt ngoài của võ học thánh linh, hắn muốn thẳng tiến mở cánh cổng đó ra. Cảnh cổng trên tạo hóa ấy. Võ học thánh linh không phải cơ duyên mà thiên phách có thể có,
không thì phải nói đám giới tử kia ở con đường thông thiên cũng có thể làm được rồi. Bùi Tuyết khẽ thở dài, nàng ta có quan hệ thân thiết với chiến giới hoàng đồ nên biết được rất nhiều thứ. Biết rõ thực lực của chiến giới kinh khủng đến mức nào. Vậy sao? Nghe vậy, Lâm Nhất không vui cho lắm, thản nhiên tiếp lời, giới tử có thể làm, vì sao ta không thể? Họ thì khác, Bùi Tuyết đáp. Ha ha, nơi này đâu đâu cũng có cơ duyên, ai cũng có cơ hội một bước lên trời. Thiên lộ mở ra vì ai? Vì nhân tài kiệt xuất khắp vạn giới, chứ không phải vườn hoa sau nhà của chiến giới bọn họ. Ai cũng có quyền tranh giành, không ai khác biệt cả. Cấm kỵ gì đó vẫn bị ta giết như thường thôi mà. Trong mắt Lâm Nhất có khinh thường, nhưng nét mặt không hề thay đổi, cũng không cảm thấy mình có gì hơn người khác. Bùi Tuyết kinh ngạc, nghe thấy lời này, nàng ta trở nên thẫn thờ. Cô cứ chờ đó, khi nào đến cuối thiên lộ, ta nhất định sẽ gặp đám giới tử này. Ở cuối thiên lộ, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn chưa biết trước đâu. Lâm Nhất nói một cách kiên định lạ thường, trong mắt bắn ra ánh sáng. Trong lòng hắn có nhiệt huyết, cũng có không cam tâm. Lúc này bị bao vây tứ phía, món nợ này không thanh toán dễ dàng thế đâu. Chỉ vì hắn có bảo cốt chân long, đám người này có thể tự ý quyết định sinh tử, cướp cơ duyên của hắn ư. Thế gian làm gì có đạo lý này? Rồi sẽ có một ngày hắn cho tất cả mọi người biết rằng, giới tử cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Lòng ta nào phải là đá, sẽ không bao giờ đổi rời. Vèo. Hai canh giờ sau, Niếp Huyền đến khu vực mà bọn thuộc hạ bỏ mạng, thì cốt đã không còn nữa, nhưng máu tươi vẫn còn ở đó. Lâm Nhất. Hắn ta giận dữ hét lên, đau xót vô cùng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Sát khí kinh khủng bộc phát từ trên người hắn ta khiến không gian quanh đây cũng phải rung chuyển. Đây là cơn giận đến từ chiến tướng của chiến giới thần U. Hắn ta hận. Hận mình quá chủ quan vì đã để những người này một mình đối diện với Lâm Nhất, cho đối phương cơ hội tàn sát tất cả. Ở phía xa có rất nhiều người đứng trên núi, lén lút nhìn về phía khu vực này. Cảm nhận được sát ý từ trên người Niếp Huyền, trong mắt họ lộ ra vẻ sợ hãi. Quả nhiên những người này đều bị Lâm Nhất giết chết. Niếp Huyền đưa mắt nhìn lướt qua bốn phía, sắc mặt âm u, trong mắt có sát ý vô tận đang dần tích tụ. Ầm ầm, trên người hắn ta phát ra huyền quang tím đáng sợ, những tia huyền quang ấy cháy hừng hực như lửa, phát sáng chói mắt. Những phù văn trong vùng khí hải của hắn ta tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 4. Nhưng khi những người ở phía xa thăm dò hắn ta lại bị uy áp này làm khó thở. Đây là thực lực của 10 phương chiến giới, họ có thể sử dụng bí thuật để vẽ phù văn vào vùng khí hải, giúp cho vùng khí hải trở nên vững chắc, chân nguyên bành trướng, có thể đạt tới một số hiệu quả động thiên. Dưới sự hỗ trợ của phù văn, chân nguyên trong vùng khí hải trở nên nặng nề như núi, có ưu thế rất lớn so với những người khác. Nếu đối phương có công pháp kém hơn một chút thôi, vừa đối mặt là sẽ có thể dễ dàng áp đảo. Đây là thực lực đến từ 10 phương chiến giới, dù người ngoài có lấy được bí thuật này cũng khó mà tu luyện thành công. Bởi vì phù văn đó cần rất nhiều tài nguyên để duy trì, nếu không có đủ địa bảo thiên tài để nuôi dưỡng, bí thuật cũng sẽ không mang lại tác dụng quá lớn. Niếp Huyền phóng thích uy áp đáng sợ, hắn ta đang tìm kiếm tung tích của Lâm Nhất, cơn giận kìm nén trong lòng tựa như núi. Nhưng sau hai canh giờ, Lâm Nhất đã không còn bóng dáng, hắn ta chỉ dựa vào thị lực thôi thì không thể tìm được hắn. Đừng để ta tìm được ngươi. Niếp Huyền nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hắn ta chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm được Lâm Nhất, rửa sạch mối nhục. Bù, bù, bù. Không lâu sau đó có ba bóng người bay tới từ phía xa, người nào cũng có khí tức cực kỳ đáng sợ, không hề thua kém Niếp Huyền. Bốn chiến tướng thiên, địa, huyền, hoàng của thần U đều đã đến đầy đủ. Đáng sợ, trước đó họ vẫn luôn truy sát Lâm Nhất ở quanh đây sao? Chắc là đúng rồi, khu vực này do chiến giới thần U phụ trách. Lâm Nhất thật ngông cuồng, dám giết nhiều người như vậy ngay dưới mí mắt của bốn chiến tướng. Đúng là một kẻ hung hãn. Nhìn thấy bốn người tập trung, tất cả mọi người ở cách đó xa xa đều hít vào một hơi, những chiến giới này thật mạnh tay. Đại ca, Niếp Huyền nhìn về phía một người, nghiêm túc gọi. Đại ca Niếp Thiên cũng là kẻ cầm đầu trong bốn chiến tướng, hắn ta khẽ gật đầu, có chắc là do Lâm Nhất giết không? Chắc chắn là hắn, họ đã báo tin cho ta trước khi ta đến, ta phát hiện tung tích của Lâm Nhất, nhưng,
Niếp Huyền không nói tiếp được nữa, trông sắc mặt rất khó coi. Không cần phải nói, ba người chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy tình hình trước mắt. Tất cả đều chết sạch. Hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng kiêu ngạo bá đạo, hài cốt không còn, không trừ lại một ai, thẳng tay tát vào mặt chiến giới thần U. Thằng khốn này thật quá đáng. Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn đến từ hạ giới thôi, không ngờ lại ngông cuồng như thế, đúng là không biết điều. Mấy người đều có sắc mặt rất khó coi, tin tức lần này chắc chắn không thể ngăn chặn, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra ngoài. E rằng mặt mũi của chiến giới thần U ở 10 phương chiến giới sẽ mất hết. Mất sạch. Dù sao lúc trước cũng chưa từng có nhân tài kiệt xuất nào của chiến giới chết. Đối với bọn họ thì đó chỉ là một đầy tớ, nhưng đầy tớ này cũng là người của chiến giới, người của những giới vực khác chỉ là những con kiến và động vật thấp kém mà thôi, bọn họ hoàn toàn không xem như con người. Chuyện này khá nghiêm trọng, đợi giới tử đến quyết định đi. Niếp Thiên ổn định lại tâm trạng, khuyên nhủ an ủi Niếp Huyền mấy câu, nhẹ giọng nói. Ba chiến giới đã liên thủ niêm phong khu vực này, giới tử phải chủ trì trận pháp, không thể xuất hiện quá lâu, nếu không sẽ xuất hiện tai họa. Lúc trước giới tử cũng mới xuất hiện mấy lần khi đã xác định được hành tung của Lâm Nhất, nhưng cũng không xuất hiện quá lâu. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như thế, ít nhất giới tử của thần U chắc chắn sẽ đến. Nửa canh giờ sau, thiên địa đột nhiên xuất hiện ánh sáng mông lung, một bóng người xuất hiện từ trong tầng mây, trên người hắn ta bao phủ bởi thánh huy, bóng người mông lung, người ngoài hoàn toàn không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được một vầng sáng mơ hồ, còn có khí thế đáng sợ lan ra từ trong tia sáng kia. Bái kiến công tử, sắc mặt bốn chiến tướng thần U hơi thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Giới tử đến nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Truyền lệnh, người nào phát hiện ra tung tích của Lâm Nhất sẽ được thưởng 1.000 viên đan tinh thần. Người có thể làm Lâm Nhất bị thương sẽ được thưởng 10 viên thánh đan. Một món đạo giáp, người có thể giết chết Lâm Nhất sẽ nhận được một lời hứa của bổn công tử. Giọng nói của hắn ta truyền ra ngoài từ trong tầng mây, vang vọng khắp bốn phương tám hướng, giọng điệu bình tĩnh, không hề lộ vẻ tức giận. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo bên trong, giới tử thần U đã bắt đầu nghiêm túc, sâu trong lòng chứa đựng sát khí vô cùng đáng sợ. Lệnh truy sát. Toàn bộ cao nguyên Hoàng Sa đều kinh hãi trước thủ đoạn của giới tử thần U, đây là lần đầu tiên nghe nói 10 phương chiến giới muốn treo thưởng để đối phó với một người. Nếu nói ra tay với Lâm Nhất, có lẽ không có ai dám. Nhưng chỉ cần phát hiện tung tích là sẽ có 1.000 đan tinh thần thật sự rất hấp dẫn. Thậm chí còn có người ảo tưởng chưa chắc không có cơ hội giết chết Lâm Nhất. Giết chết đối phương, có được một cam kết của giới tử, trong thoáng chốc một bước lên mây. Cũng có người coi thường, họ vốn không có chút thiện cảm nào với 10 phương chiến giới, đám người kiêu ngạo này luôn xem họ tựa như kiến. Mấy người đó giết người cũng rất tùy tiện, đến bây giờ còn niêm phong cao nguyên Hoàng Sa, khiến người ta vô cùng tức giận. Thậm chí họ còn lo lắng cho Lâm Nhất, dưới thủ đoạn thế này. E rằng Lâm Nhất sẽ khó sống sót rời khỏi nơi này. Vụt! Giới tử thần U đáp xuống từ trên bầu trời, đi tới trước mặt mấy người Niếp Huyền, thản nhiên nói, sau này bốn người các ngươi không được tách khỏi nhau, lỡ như gặp hắn một mình thì phải cố hết sức kéo dài thời gian đợi ta. Công tử! Sắc mặt mấy người nhóm Niếp Huyền hơi thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, đây là công tử không tin tưởng thực lực của bọn họ. Công tử, đó chỉ là một tên thấp hèn ở hạ giới. Còn chưa đến lượt ngài ra tay, bốn người thuộc hạ chắc chắn sẽ tự mình chém chết hắn, Niếp Huyền cắn răng nói. Ta cần người sống. Trong ánh sáng, giới tử thần U lạnh nhạt nói. Người ngoài không thấy rõ nét mặt của hắn ta, nhưng có thể cảm nhận được lúc nói mấy chữ này, sát khí trên người hắn ta nặng nề đến mức nào. Bù! Tiếng xé gió chói tai vang lên, lại có hai bóng người đi ra từ trong tầng mây, bóng người bọn họ mông lung, cũng lóe lên ánh sáng cực kỳ đáng sợ. Chính là giới tử Thiên Càn và giới tử Huyền Long. Ba giới tử tề tụ một lần nữa, khiến mấy người đang lén quan sát ở phía xa đồng loạt thay đổi sắc mặt. Con kiến này đúng là coi trời bằng vung. Giới tử Thiên Càn lên tiếng trước, trong giọng nói chứa đựng lửa giận. Lúc trước chỉ đả thương Huyền Lôi song kiếm, bây giờ còn dám chém chết thiên tài của chiến giới, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi trước đây. Suy nghĩ này rất kỳ lạ, giống như ba chiến giới bao vây Lâm Nhất. Đối phương chỉ có thể mặc cho bọn họ xử lý, không thể phản kháng vậy. Nhưng trong mắt ba giới tử, đây là một chuyện quá bình thường. Chỉ là một con kiến,
lấy đâu ra tư cách phản kháng chứ? Người ngoài không thể thấy rõ mặt mũi ba người, nhưng thực tế ba giới tử rất anh tuấn, tóc đen buông xõa, dáng vẻ hiên ngang, mắt ngọc mày ngài, có phong thái vô biên, không ai sánh bằng. Ta đã nghe ngóng lai lịch của hắn ta rồi, đến từ huyền hoàng giới, xuất thân giống với nữ nhân kia. Lúc trước nữ nhân kia xuất hiện ở khu vực Thương Long dường như cũng không phải trùng hợp, dường như hai người có quan hệ khá sâu xa, giới tử huyền long nãy giờ vẫn im lặng cất lời, nói ra một đoạn bí mật. Hai giới tử thần U, Thiên Càn, trong mắt lập tức có ánh sáng lóe qua. Giới tử thần U nhẹ giọng nói, còn có nguồn gốc thế này à, xem ra thật sự phải bắt hắn ta rồi, đây có thể xem là thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì lại sử dụng hồi quang bảo giám một lần nữa, thể hiện lại hình ảnh Lâm Nhất giết chết mấy đầy tớ. Giết chết toàn bộ không chừa một ai. Đó là hình ảnh cực kỳ đáng sợ, những người phía xa thấy mà trợn mắt há mồm, thật sự là một màn phản công giết người. Bá đạo, khí phách cũng không thể miêu tả được khí chất mà Lâm Nhất thể hiện ra, đó là khí chất vô địch, đặc biệt là đòn tấn công cuối cùng, thanh niên mặc áo giáp vàng kia chết quá thê thảm. Người ngoài không thấy rõ sắc mặt của giới tử thần U, trên người hắn ta có ánh sáng chói mắt không ngừng chớp lóe, lúc sáng lúc tối. Rõ ràng sâu trong nội tâm hắn ta đã dâng trào sóng to gió lớn, có sát ý ngút trời nổi lên. Láo xược! Trong thiên địa u ám đột nhiên vang lên tiếng quát to. Có khí thế hào hùng dâng trào bắn ra từ trong cơ thể giới tử thần U, mặt đất thoáng chốc xuất hiện rất nhiều vết nứt, ánh sáng của hắn ta chói mắt đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng được. Vết nứt liên tục mở rộng, kéo dài đến mức mấy ngọn núi cao vút, đỉnh núi lung lay sụp đổ. Thiên địa im ắng như tờ, rất đáng sợ, thực lực của các giới tử khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, chỉ mỗi sát khí lóe lên cũng có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng đến thế. Nếu hắn ta thật sự ra tay thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Nguyệt Diệu Thần Quyền sao có thể mạnh mẽ như thế được? Sau khi giới tử thần U ổn định lại, giới tử Thiên Càn trầm giọng nói. Trước đây Nguyệt Diệu Thần Quyền cũng đã từng xuất hiện, đó là võ học tạo hóa cấp cao vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể bằng phong mang mà Lâm Nhất thể hiện ra. Chắc là có liên quan đến khu vực này. Chẳng trách khoảng thời gian này hắn ta lại đến đây, cỏ thánh của bộ lạc Ma Lang chính là cỏ Nguyệt Hồn nhỉ. Trong mắt giới tử Huyền Long có ánh sáng lóe lên, có suy đoán mơ hồ. Có phải Lâm Nhất đã thu hoạch được thiên tài địa bảo gì ở khu vực này không? Ba người họ đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đó là sâu trong bộ lạc Ma Lang, nơi có hổ thánh. Nhưng dù gì bọn họ cũng chưa từng đến khu vực đó. Trong bộ lạc Ma Lang có mấy con sói già thực lực rất đáng sợ đã đạt tới giới hạn cảnh giới thiên phách. Dù bọn họ là giới tử cũng không dám gây chuyện với chúng, đó là sự mạo hiểm mất nhiều hơn được. Cỏ Nguyệt Hồn cũng không thần thánh đến thế. Không thể để tên này sống sót, dù là bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn ta tại cao nguyên Hoàng Sa, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn cùng. Giới tử thần U lạnh lùng nói, trong lời nói của hắn ta có hàm ý, ám chỉ Lâm Nhất có khả năng đã chạm đến biên giới của võ học thánh linh. Từ khoảnh khắc hắn ta gây chuyện với chiến giới thiên càn của ta thì hắn ta vốn đã là một người chết rồi, đã định sẵn không ai có thể cứu được hắn ta, giới tử thiên càn lạnh lùng nói. Giới tử Huyền Long híp mắt lại, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy rất hứng thú với bảo cốt Thương Long trên người hắn ta, bảo vật như thế nằm trên người một con kiến thật sự quá lãng phí. Người ngoài không nhìn thấy mặt của ba người, nhưng bọn họ đều không cố tình nói chuyện riêng, khiến người nghe cảm thấy sởn tóc gáy. Không ngờ Lâm Nhất lại có thể khiến ba giới tử thảo luận về mình như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau hôm nay, cao nguyên Hoàng Sa đã định sẵn là không thể yên ổn được. Tình thế sắp thay đổi rồi. Tình thế cao nguyên Hoàng Sa sắp thay đổi. Thiên tài của các giới vực lớn đứng ở sâu bên trong cũng cảm nhận được sát khí lạnh như băng đến từ ba giới tử, còn có không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Giới tử thần U ban thưởng lớn, ra lệnh truy sát với Lâm Nhất, phần thưởng như thế có thể nói là một tạo hóa lớn. Chỉ cần phát hiện tung tích của Lâm Nhất là lấy được 1000 đan tinh thần, tiền thưởng lớn như thế khiến người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta động lòng. Nhưng rất nhiều người đều không có hành động gì, bọn họ thầm thấy lo lắng, không muốn bị ảnh hưởng bởi gió bão lần này, người người thầm thấy nguy hiểm, sợ hãi khôn cùng. Nghĩ đến chuyện Lâm Nhất kia có thể khiến Huyền Lôi Song Kiếm bị thương nặng, chém chết cả thiên tài của chiến giới thì biết hắn không dễ giải quyết như thế rồi.
Quan trọng nhất là bọn họ cũng không thích người trong chiến giới. Người trong chiến giới ngang ngược không nói phải trái, đã nhốt bọn họ ở lại đây một khoảng thời gian rồi. Bọn họ cảm thấy rất phiền chán, trong lòng chứa đựng lửa giận ngút trời, nếu không vì thực lực chênh lệch quá xa thì bọn họ đã ra tay phản kháng từ lâu. Bọn họ coi thiên tài hạ giới là kiến, tùy tiện giết chóc, hoàn toàn khinh thường. Dù là thiên tài của giới vực cấp cao cũng chỉ như heo chó trong mắt bọn họ, chỉ cần phản kháng là sẽ bị áp đảo. Trong lòng mọi người đã tích tụ lửa giận ngút trời từ lâu, ngoài những giới vực cấp cao đã phụ thuộc vào chiến giới thì không có võ giả của giới vực nào muốn đứng về phía chiến giới cả. Sau khi tin tức Lâm Nhất giết chết thiên tài chiến giới truyền ra ngoài, đa số mọi người sau nỗi kinh ngạc thật ra đều rất vui vẻ, đa phần là thấy khâm phục Lâm Nhất, không có sự căm thù, nếu có thể. Thậm chí bọn họ đều mong Lâm Nhất có thể sống sót đi ra ngoài cao nguyên Hoàng Sa. Dù biết hy vọng này mong manh nhưng ít nhiều gì cũng có chút chờ mong. Cao nguyên Hoàng Sa bây giờ vốn có thể nói là rất hỗn loạn, bây giờ thiên tài chiến giới bỏ mạng khiến mấy người này khó chịu bực bội, cũng đối xử tàn bạo với người hạ giới hơn. Thiên tài hạ giới bị kẹt lại ở nơi này ngày càng dài, sự oán hận tích lũy cũng ngày càng tăng lên. Trong tình thế hỗn loạn này, mâu thuẫn của hai bên cũng không ngừng tích lũy. Nhưng dù tình thế thay đổi thế nào, Lâm Nhất vẫn bất động như núi, bước chậm từng bước, củng cố thực lực của mình. Lúc này hắn và Bùi Tuyết đang lẩn trốn trong một ngọn núi hoang vu. Những ngọn núi hoang vu thế này có rất nhiều ở cao nguyên Hoàng Sa, nếu không chủ động để lộ hơi thở thì rất khó bị tìm thấy. Bùi Tuyết đang chữa thương, Lâm Nhất thì đang học tập, tìm hiểu một vài ngọc giản. Nhưng ngọc giản này ở trong túi trữ vật của thiên tài chiến giới, bị Lâm Nhất lấy ra. Hắn rất hứng thú với nền tảng của chiến giới, đặc biệt là bí thuật trồng phù văn vào trong khí hải, đây là một thủ đoạn khá đáng sợ. Nếu không vì Lâm Nhất đã hàng phục hoa tinh ma trong khí hải thì đối mặt với những người này nếu so cảnh giới tu vi, có lẽ hắn sẽ bị áp đảo trong nháy mắt. Cũng giống như mấy người La Trấn đứng đầu bảng khu vực Thương Long, xét về ý chí võ học và khả năng lĩnh ngộ công pháp của bọn họ. Hoặc thiên phú võ học đều mạnh hơn đám đầy tớ của chiến giới kia không biết bao nhiêu. Tiếc là tu vi bị áp đảo, một khi ra tay sẽ khá thua thiệt, khả năng chiến thắng không cao. Đương nhiên nếu liều mạng, ai chết trong tay ai vẫn chưa biết được. Nếu không áp đảo về tu vi, với thiên phú của mấy người nhóm La Trấn, đừng nói là huyền lôi song kiếm, dù cả những chiến tướng kia cũng chưa chắc có thể thắng được họ. Tiếc là không có nếu. Có lúc rất nhiều chuyện là không công bằng như thế. Thuật chủng linh. Lâm Nhất cầm ngọc giản trong tay, ánh mắt phát sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ban đầu bí thuật này có tên là thuật chủng linh, dùng bí pháp in linh văn lên huyết ngọc, luyện hóa thành phù văn trồng vào vùng tử phủ của cơ thể. Lúc ở cảnh giới tử phủ, bọn họ đã trồng huyết ngọc xuống, kết hợp với các thiên tài đại bảo, linh dược thần đan bồi bổ, khiến huyết ngọc này không ngừng lớn lên. Khi đến cảnh giới thiên phách, huyết ngọc sẽ mở ra cùng với khí hải, sau đó phân tách ra phù văn. Phù văn dính máu tươi của những người kia sau khi chết đều xuất phát từ cái này, đều là tinh huyết bản mệnh được ngưng tụ khi ở cảnh giới tử phủ. Đương nhiên bí thuật này cũng khá nguy hiểm, lúc thăng lên cảnh giới thiên phách sẽ có tỷ lệ nhất định xảy ra hiện tượng huyết ngọc sẽ vỡ, linh văn cắn trả, cơ thể lập tức nổ tung. Nhưng một khi thành công cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Dựa theo thông tin trên đó, có lẽ 10 phương chiến giới đều có bí thuật tương tự, trong cơ thể những giới tử kia đều trồng huyết ngọc thánh phẩm, in ra thánh văn. Thiên tài địa bảo nuôi dưỡng huyết ngọc đều là linh dược đã hơn nghìn năm, linh đan đều là thánh phẩm, khác một trời một vực với chiến tướng và đầy tớ của chiến giới. Chẳng trách khí thế của những người này lại đáng sợ đến vậy, đây là lần đầu tiên Lâm Nhất cảm nhận được nền tảng của giới tử, đúng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mục đích cuối cùng của thuật chủng linh là để cuối cùng khi những người này chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma có thể độ kiếp thuận lợi không chút nguy hiểm. Đến cảnh giới nhất định, dùng hoa tinh ma thay thể thánh văn trồng vào trong khí hải, củng cố khí hải thành một thiên đường chân chính. Theo ghi chép trong ngọc giản, chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma luôn rất nguy hiểm, chục triệu người khó có một người được sống. Lâm Nhất không thấy nghi ngờ về điều này, hắn chịu đựng lễ rửa tội của hoa tinh ma trong bảo điện Thương Long. Chết đi sống lại, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết phải kiên trì tiếp thế nào. Hắn chỉ biết quá trình này vô cùng nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng nó lại nguy hiểm đến thế, trong chục triệu người khó có một người sống sót. Lâm Nhất suy nghĩ, nếu hắn so căn cơ với giới tử thì chắc chắn không so được.
thứ duy nhất có thể giúp hắn tiếp tục sống chỉ còn bảo cốt thương long thôi. Thì ra là thế, chẳng trách mấy người này muốn nhanh chóng tiêu diệt mình, dường như mình đã đánh giá thấp bảo cốt thương long này rồi. Lâm Nhất lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Tiếc là thương long thánh thiên quyết chỉ có chút thành tựu mà thôi, cũng không phải hắn khiêm tốn, công pháp này có đến 10 tầng, mà hắn chỉ tu luyện đến tầng 1. Đan tinh thần có hiệu quả giúp đỡ tu luyện, nhưng không có tác dụng quá nhiều với thương long thánh thiên quyết, dường như cần yêu đan có khí huyết cuồn cuộn hoặc thiên tài địa bảo tương tự mới có thể mang đến tác dụng hiệu quả. Yêu đan long huyết, hoặc linh thảo và linh quả chứa đựng long huyết, cũng có thể là máu tươi của những dị thú thượng cổ khác, những tài nguyên này đều khá khó lấy, rất nhiều lúc đều phải dựa vào may mắn. Lâm Nhất thầm nghĩ, cảm thấy đó đều là những bảo bối có thể gặp không thể cầu, tạm thời không cần quá vội vã. Hắn thôi suy nghĩ, sau khi xem xong ngọc giản thì tiện tay ném nó qua một bên. Không có tác dụng gì lớn, chỉ giúp tăng chút kiến thức mà thôi. Thuật chủng linh cần thiên huyền sư thi triển, hơn nữa huyết ngọc khó cầu, vô cùng quý giá. Thiên huyền sư là huyền sư còn đáng sợ hơn cả thánh huyền sư, dù người ngoài lấy được bí thuật cũng không thể trồng linh văn vào người được. Lâm Nhất đảo mắt nhìn Bùi Tuyết đang chữa thương ở cách đó không xa. Hơi thở của đối phương không ổn định, dường như trước đó nàng ta vừa giao thủ với kẻ thù rất mạnh, đến bây giờ thương tích vẫn chưa khỏi. Nữ nhân này cũng có không ít bí mật, Lâm Nhất ra tay vì nàng ta cũng là có ý đồ riêng. Hắn muốn biết tin tức của Nguyệt Phi Vi, ba quả thần huyết có một quả trong tay Nguyệt Phi Vi, một quả trong tay Bùi Vũ, và một quả trong tay Giới Tử Đế Vũ. Hắn vẫn chưa biết sốt của quả thần huyết là thứ gì, mấy ngày qua bận tu luyện và trốn truy sát, nên cũng không rảnh hỏi nhiệt. Bây giờ đối phương chữa thương, Lâm Nhất không làm phiền, chỉ bảo ngựa huyết long canh gác xung quanh. Huyết ngọc và linh văn trong cơ thể chiến tướng đều có cấp bậc rất cao, về phần giới tử thì càng khỏi phải nói, huyết ngọc thánh phẩm và linh văn thánh phẩm. Mình cũng phải khẩn trương thôi, nếu không thì thật sự không thể rời khỏi cao nguyên hoàng sa này được. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi trữ vật, mấy chục viên đan tinh thần cháy lên, như ngôi sao xếp hàng quanh người hắn. Vụt! Hoa tử diên màu bạc nở ra khi Lâm Nhất ngồi xuống, kiếm quyết thanh tiêu đã viên mãn, tử diên kiếm quyết còn ở tầng 13, cách viên mãn đỉnh phong khoảng 3 tầng, phải nhanh chóng đột phá mới được. Cánh hoa bay lượn, tinh quang lóe lên. Lâm Nhất ngồi xếp bằng đặt hai tay lên đầu gối, chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã 3 ngày trôi qua. Bùi Tuyết mở mắt ra, sắc mặt nàng ta đã dễ nhìn hơn nhiều, khuôn mặt vốn tái nhợt trở nên hồng hào. Làn da trắng như tuyết, còn vô cùng mỏng manh, mỹ nhân trở lại dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa, sức hấp dẫn như ẩn như hiện. Đây là một mỹ nhân tuyệt sắc, kém hơn Nguyệt Phi Vi chút linh khí, nhưng lại có nhiều hơn chút quyến rũ. Trong mắt Bùi Tuyết chứa đựng sương mù, lông mi nàng ta khẽ rung, nhìn về phía trước quan sát Lâm Nhất. Không biết Lâm Nhất đã tỉnh lại từ trong tu luyện từ bao giờ, hắn mặc áo xanh, diễn luyện quyền pháp trên bãi đất trống. Quyền pháp của hắn rất huyền diệu, lúc có kim ô ngao du, lúc có ngân phụng dương cánh, lúc thì mặt trời như lửa, lơ lửng trên không, lúc thì trăng và hoa thơm, sao rơi trăng rớt. Hàng trăm dị tượng vô cùng mâu thuẫn lại trở nên hài hòa một cách bất ngờ dưới sự kết hợp của hắn. Bùi Tuyết nhìn đến mức say mê, đắm chìm vào bên trong, trong mắt có ánh sáng nở rộ, liên tục tỏ vẻ kinh ngạc. Thật sự rất khó tin. Khoảng 3 ngày không gặp. Khí thế trên người đối phương đã mạnh hơn rất nhiều, dường như kiếm quyết mà hắn tu luyện trước đó đã có đột phá. Sự hiểu biết về Nhật Diệu và Nguyệt Diệu thần quyền của hắn rõ ràng cũng đã có tiến bộ, dường như hắn đã tiếp xúc đến võ học cấp thánh linh rồi. Không thể nào. Bùi Tuyết dùng tay che đôi môi đang há to, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, sắc mặt thay đổi. Nhớ đến 3 ngày trước, nàng ta còn nói với Lâm Nhất, võ học cấp thánh linh là một tồn tại không thể đụng vào. Dù chỉ là mặt ngoài. Keng. Vào lúc nàng ta vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ và khó tin thì có tiếng kiếm ngâm lanh lảnh vang lên. Hộp đựng kiếm dựng thẳng trên một tảng đá lớn bắp ra, Lâm Nhất cầm lấy kiếm táng hoa, vung kiếm ra khỏi vỏ. Vụt. Kiếm quang kéo dài như nước mùa thu, gió khẽ thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong ánh mắt cực kỳ khó tin của Bùi Tuyết, Lâm Nhất cầm kiếm trong tay. Diễn hóa ra hàm nghĩa thể hiện trong quyền pháp khi nãy, hơn nữa còn hùng hồn và dữ dội hơn. Hắn lúc thì bay ra từ trong trăng tròn sáng trong, tựa như thần tiên, trên người bao phủ ánh trắng,
kiếm vung ra, trăng rơi sao rớt, hoa đẹp vỡ vụn. Lúc thì hắn chui ra từ trong mặt trời, tựa như một vị thần. Mỗi một lọn tóc, mỗi một tấc quần áo đều phát ra ánh sáng chói mắt, đó là ánh sáng rực rỡ thuộc về mặt trời, cháy hừng hực trên người thiếu niên, khiến người ta không thể nhìn thẳng quá lâu. Cuối cùng hắn rơi xuống, rơi rất chậm, một con kim ô, một con ngân phụng dương cánh bay quanh hắn, tạo thành một vòng sáng có thánh huy vàng bạc thay phiên nhau. Đến lúc Lâm Nhất rơi xuống đất, hắn tiện tay ném một cái, kiếm táng hoa bay về phía vỏ kiếm ở cách đó không xa tựa như lưu quang. Kim ô và ngân phụng đuổi theo kiếm quang cũng bay vào bên trong. Keng! Kiếm táng hoa bay vào vỏ, tất cả dị tượng đều biến mất. Đến lúc này, Bùi Tuyết mới chắc chắn Lâm Nhất thật sự nắm giữ được mặt ngoài của võ học thánh linh. Hắn chỉ có cảnh giới thiên phách tam trọng, thật sự quá khó hiểu, vượt qua sự tưởng tượng của Bùi Tuyết. Cộp, cộp! Nhìn Lâm Nhất chậm rãi đi về phía mình, Bùi Tuyết vội nhảy cẫng lên, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, nàng ta rất căng thẳng. Bản thân nàng ta cũng không hiểu lý do. Đối phương đến gần nàng ta khiến nàng ta không quen, là trải nghiệm nàng ta chưa gặp bao giờ. Lâm Nhất dừng lại, hơi cau mày. Hành động này khiến Bùi Tuyết càng căng thẳng hơn, thậm chí nàng ta còn cúi đầu không dám nhìn đối phương, ngón tay lo lắng đến mức xoắn vào nhau. Sao mặt cô lại đỏ như móng heo thế? Lâm Nhất thắc mắc hỏi. Bùi Tuyết thoáng chốc mở to mắt, nhìn đối phương với vẻ khó tin. Móng heo, cái quái gì vậy? Đợi sau khi lấy lại tinh thần, nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận chỉ về phía Lâm Nhất, run rẩy nói, ngươi mới là móng heo, tên ngu ngốc, tên đầu heo, tên lưu manh này. Nam nhân các ngươi đều là móng heo. Hình như đã nói sai gì rồi. Thấy Bùi Tuyết có vẻ tức giận, Lâm Nhất nhận ra gì đó nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Có một số việc còn muốn hỏi đối phương, hắn chỉ đành đợi đối phương hết giận rồi hỏi sau. Sau 3 ngày bế quan, Lâm Nhất Thu đã hoạch được rất nhiều, nhờ khoảng gần 1.000 viên đan tinh thần, cuối cùng Tử Diên kiếm quyết cũng đột phá đến tầng 14. Sự tăng tiến của kiếm quyết đã giúp cho kiếm ý thông thiên của hắn mạnh hơn phần nào, đã tiến đến gần hơn với kiếm ý thông thiên đại thành. Tu vi cũng tăng vọt một cách đáng kể, đạt tới cảnh giới thiên phách tầng 3 đại thành, chỉ thiếu chút nữa sẽ đạt viên mãn đỉnh phong. Đến khi nào tài nguyên đủ nhiều, đạt tới cảnh giới viên mãn cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi, dù sao số lượng đan tinh thần trong tay hắn hiện giờ đã hoàn toàn đủ. Nếu người khác có 1.000 viên đan tinh thần, họ sẽ không tiêu hết chỉ trong 3 ngày giống như hắn. Ngoài những cái đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là Nhật Nguyệt Song Quyền tiến bộ, đã chạm đến được mặt ngoài của võ học thánh linh. Với tia sáng lóe ra từ trong võ học thánh linh trước đó, hắn đã phải tốn rất nhiều sức mới có thể miễn cưỡng nắm chặt nó. Nhưng lúc này lại có thể nắm giữ một cách dễ dàng, thậm chí còn có thể thôi động táng hoa. Trong lúc vô hình đã làm cho sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Dẫu sao uy lực của kiếm ý thông thiên vẫn phải dùng kiếm thi triển mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lâm Nhất nhìn xung quanh, cẩn thận nói, Tuyết Mỹ Nhân, chúng ta phải đi rồi. Họ đã nghỉ ngơi tại đây 3 ngày rồi, cần phải rời đi ngay, đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Mặc dù cao nguyên Hoàng Sa rất rộng nhưng cũng chẳng chịu được khi ba chiến giới không ngừng tuần tra, ở đây không đi kiểu gì cũng sẽ bị họ tìm thấy. Bùi Tuyết còn đang tức giận, hừ một tiếng không để ý đến Lâm Nhất. Nữ nhân này! Lâm Nhất bực bội, gọi ngựa huyết long tới, ngươi chở nàng ta đi đi. Đồ chân lợn, ngươi muốn làm gì đó hả? Thấy Lâm Nhất bảo ngựa huyết long chạy về phía mình, Bùi Tuyết thay đổi sắc mặt, hơi sợ hãi. Nàng ta có ấn tượng không tốt lắm về ngựa huyết long, đó là một con mèo chuyên trộm cắp, đã thế còn cười rất bỉ ổi. Ngay khi nàng ta nghi hoặc, ngựa huyết long phát ra tiếng kêu giận dữ, bùng nổ huyết quang dày đặc. Trước ánh mắt kinh ngạc của nàng ta, nó biến thành hình thái chiến mã thượng cổ, tốc độ của nó quá nhanh, chớp mắt đã chạy quanh Bùi Tuyết mấy vòng. Đây! Bùi Tuyết vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ ngựa huyết long lại có hình thái thứ hai. Đây mới là hình thái gốc của nó. Tốc độ của cô quá chậm, nếu cô đã không thích ta đưa cô đi thì để ngựa huyết long chở cô, cũng không khác nhau mấy. Lâm Nhất cười với đối phương, nhẹ giọng giải thích. Ta đâu có. Bùi Tuyết cúi đầu làu bầu, chẳng phải do đồ chân lợn nhà ngươi à, còn chê mặt ta đỏ như chân lợn nữa chứ. Lâm Nhất giúp nàng ta lên lưng ngựa huyết long, hai người bắt đầu đi xa. Cứ ở mãi tại cao nguyên Hoàng Sa này cũng không phải là cách. Sớm muộn gì cũng sẽ bị ba giới tử bắt được.
Một người một ngựa cộng thêm Bùi Tuyết, họ đi với tốc độ rất nhanh, di chuyển trên cao nguyên Hoàng Sa mà chẳng hề thấy bóng dáng đâu cả. Có rất nhiều lúc người khác chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ ảo, đến khi hoàn hồn lại thì đã không thấy bất cứ bóng dáng người nào. Họ không tiến thẳng đến thành Tứ Tượng, Lâm Nhất Định rời khỏi cao nguyên Hoàng Sa trước, kết quả lại phát hiện đường lui bị chặn. Có một giới tử trấn thủ, người tên giới tử đó phát sáng, thánh huy ngập tràn, hắn ta đứng lặng trong tầng mây bao la, toát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Đó là giới tử Thiên Càn, hắn ta trấn thủ một mình chặn kín cả con đường, từ rất xa đã có thể khiến người ta cảm nhận được sức uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Nhất không muốn phát sinh xung đột với hắn ta quá sớm, bèn đổi sang hướng khác, cuối cùng phát hiện lại có giới tử trấn thủ. Hắn lập tức hiểu ra, ngoại trừ con đường đến thành Tứ Tượng, những hướng khác đều bị giới tử chặn lại. Cứ như đám giới tử này đang cố tình đuổi hắn đi theo hướng con đường này. Những con đường ra ngoài đều có giới tử trấn thủ, chỉ riêng con đường dẫn đến thành Tứ Tượng là không có, điều này làm cho Lâm Nhất cảm thấy có gì đó khác thường. Sau khi đi lang thang khắp nơi suốt mấy ngày nay, Lâm Nhất phát hiện bầu không khí ở cao nguyên Hoàng Sa trở nên vô cùng kỳ quái. Có một số người tìm được họ nhưng không hề tỏ ra có địch ý, thậm chí còn muốn tiếp xúc với họ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, lặng lẽ tránh xa. Trong lúc đó, Lâm Nhất còn phát hiện rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực khác xảy ra xung đột với những kẻ phụ thuộc chiến giới kia. Họ bị nhốt ở đây, sâu trong lòng tích tụ rất nhiều bất mãn, nhưng những nhân tài kiệt xuất chiến giới này vẫn không cho họ đi. Thậm chí có đôi khi nóng nảy còn sẽ ra tay với họ, ngay cả những kẻ phụ thuộc chiến giới kia cũng sẽ thỉnh thoảng đến xỉ vả họ. Lâm Nhất cảm nhận được những tin tức không bình thường này vương vấn đôi phần cảm xúc khác lạ. Bởi vì mình ư, ngày nào mình chưa bị bắt, cả ba chiến giới vẫn sẽ tiếp tục phong bế khu vực này, làm liên lụy đến những người mắc kẹt trong cao nguyên Hoàng Sa khác. Cảm giác này rất khó chịu, Lâm Nhất không thích như vậy, hắn thích kiểu ai làm người đó chịu hơn. Ba chiến giới nhằm vào hắn thì chẳng sao, nhưng làm những người vô tội này cũng bị liên lụy sẽ khiến hắn nảy sinh bất an và bực bội. Lâm Nhất nhíu mày, sâu trong lòng đang dâng lên một quyết định nào đó. Chẳng phải ngươi muốn tới thành Tứ Tượng trước sao? Bùi Tuyết trong bộ váy tím ngồi trên lưng ngựa huyết long, ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, nghiêm túc hỏi. Lâm Nhất không đáp. Ngươi không được đi. Thấy hắn không phủ nhận, theo bản năng Bùi Tuyết thốt ra lời này, giọng nàng ta rất lớn. Hàm chứa đôi chút lo lắng, chính bản thân nàng ta cũng phải giật mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.